Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Vừa rồi Viên Thiên Canh rõ ràng đã cảm nhận được sự khác thường trong núi Thái Thương, nhưng chỉ liếc mắt nhìn rồi không xem nữa, điểm này không bình thường lắm. Tư Mã Huy cau mày nói. Viên Thiên Canh không phải kẻ ngốc, ông ta hiểu được nếu có hành động khác thường thì trong khoảnh khắc đó sẽ bị cao thủ đế cảnh mai phục xung quanh đánh chết. Và lại, Tần Cối dẫn đầu, cộng thêm hai người Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long hợp lại, giết Tiêu Chính Văn không phải dễ như trở bàn tay sao? Khổng Thế Phương nở nụ cười khẩy nói. Hy vọng là do tôi lo lắng quá nhiều, Tư Mã Huy khẽ thở dài, nhưng trong lòng ông ta luôn có dự cảm chẳng lành. Mặc dù họ cử ra một số lượng lớn cao thủ, vây giết một mình Tiêu Chính Văn nhưng cuối cùng có thể thành công giết chết Tiêu Chính Văn hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Dù sao từ trước đến nay Tiêu Chính Văn đã tạo ra quá nhiều kỳ tích, thậm chí ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng có thể nói là truyền kỳ của một thế hệ. Bên trong núi Thái Thương, Tiêu Chính Văn không chút sợ hãi nhìn mọi người trước mắt nói, có lẽ cử một vị cao thủ đế cảnh đến đây thì các người còn có cơ hội thắng. Nhưng chỉ dựa vào mấy người các người mà muốn giết tôi thì chỉ sợ nói quá sớm. Tiêu Chính Văn không phải kiêu ngạo mà là tự tin. Không nói đến đạo cảnh, những người trước mắt này đều kém anh 108.000 dặm, chỉ dựa vào gương bát quái trong tay anh cũng đã đủ giết chết đám người ở đây. Hừ, họ Tiêu kia, cậu đúng là quá ngông cuồng, giết một nhân hoàng cấp 5 như cậu còn cần cao thủ đế cảnh ra mặt sao? Cho dù là cửa ải này của chúng tôi thì cậu cũng chưa chắc có thể sống sót. Hứa Thương Long lạnh lùng hừ một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, áp lực của cảnh giới nhân hoàng cấp 6 giáng xuống. Hai, với kiến thức của các người, nói nhiều với các người đúng là vô ích, ra tay đi, một tay Tiêu Chính Văn chống hông, vô cùng tự tin nói. Chịu chết đi, vừa dứt lời, một cỗ khí tức khủng bố được khuấy động, toàn bộ núi Thái Thương hơi chấn động. Một ánh sáng màu trắng bạc phóng ra trong nháy mắt, giống như thiên hà đổ xuống như sông suối. Hơn 10 cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trở lên, cùng một lúc bộc phát ra sát khí động trời, ngay cả sương mù dày đặc che khuất cả ngọn núi trước đó cũng bị cỗ khí tức này làm tiêu tan không ít. Trong khoảnh khắc đó, vụn đá bắn tung tóe, sát khí như thủy triều. Kiếm khí động trời bay thẳng về phía Tiêu Chính Văn, đừng nói Tiêu Chính Văn chỉ là nhân hoàng cấp 5, cho dù cảnh giới nhân hoàng cấp 7 cũng sẽ bị cỗ khí tức này trong nháy mắt xé rách. Đối mặt với mấy kiếm khí đột nhiên áp sát, Tiêu Chính Văn không hề hoảng loạn, anh vừa giơ tay lên, trong gương bát quái lập tức bắn ra một ánh sáng rực rỡ màu bạc. Lúc này những đám mây trên bầu trời tụ lại, trong những đám mây, dường như có một con rồng bay quanh, một chùm ánh sáng màu bạc đột nhiên bắn xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt của Viên Thiên Canh nở một nụ cười nhạt. Chùm ánh sáng này đáng sợ đến mức nào, Viên Thiên Canh đã sớm trải qua, đừng nói là mấy kẻ tép siêu cảnh giới nhân hoàng. Dù ông ta đã đủ để phân cao thấp với cao thủ đế cảnh cũng tránh né không kịp. Cùng với một trận sấm sét vang lên, trên bầu trời dường như có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, chùm ánh sáng kia đột nhiên bắn về phía đám người Lục Tiêu Giao. Ầm ầm, hàng chục kiếm khí va chạm với chùm ánh sáng đó trong phút chốc như đá chìm đáy biển, biến mất không có dấu vết. Hả, điều này, sao có thể? Lục Tiêu Giao không khỏi mở to hai mắt. Không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy chục kiếm khí kia mạnh cỡ nào. Ngay cả cao thủ nhân hoàng cấp 6 cũng không thể chịu đựng được nhưng Tiêu Chính Văn chỉ phất gương bát quái trong tay, đã làm toàn bộ kiếm khí biến mất không còn gì. Tôi đã nói rồi, nói nhiều hơn nửa câu với các người đều là đàn gãy tai trâu. Với tầm nhìn của các người, vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa vung gương bát quái lên. Chùm ánh sáng kia chiếu về phía Lục Tiêu Giao. Dường như cảm nhận được chùm ánh sáng kia không tầm thường, Lục Tiêu Giao vội vàng né tránh, nhưng hai người phía sau ông ta còn chưa kịp tránh đã bị chùm ánh sáng kia chiếu vào. Liên tiếp hai tiếng rên vang lên, chỉ thấy hai cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trong nháy mắt đã hóa thành sương mù đẫm máu. Chưa đầy nửa tiếng đã có hai vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 bị giết, cảnh tượng này thật là khiến người ta rợn cả tóc gáy. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng chỉ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Hai người Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long liếc nhìn gương bát quái trong tay Tiêu Chính Văn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ rất khó tưởng tượng nổi, đòn tấn công vừa rồi tới từ một chiếc gương bát quái nho nhỏ. Gương bát quái trong tay cậu ta là dị bảo, giết cậu ta, cướp lấy gương bát quái giao cho nhà họ Khổng,
chắc chắn chúng ta có thể được tộc trưởng nhà họ Khổng trọng dụng. Giết, thanh kiếm dài trong tay Lục Tiêu Dao khẽ rung, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số luồng kiếm khí, đâm về phía Tiêu Chính Văn trong phút chốc. Những người còn lại cũng rối rít cầm kiếm chém về phía Tiêu Chính Văn. Nhất thời, trong bán kính vài dặm đều bị bao trùm bởi một ánh sáng chói lóa, ánh kiếm lũ lượt xoay quanh, uốn lượn như một thác nước, chập trùng mấy dặm, xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ cười thản nhiên, vung gương bát quái trên tay lên, tấn công thẳng tới. Bùm, kiếm khí kinh khủng đánh tới chùm sáng kia lần nữa, đang lúc hai người va chạm nhau, bùng nổ ra ánh sáng vô cùng chói lóa rực rỡ. Nếu chỉ đơn thuần so về cảnh giới, đám người Lục Tiêu Dao chiếm ưu thế tuyệt đối, dẫu sao cảnh giới nhân hoàng cấp 6 đánh với nhân hoàng cấp 5 mà nói chẳng khác nào chèn ép nghiền nát. Nhưng giờ phút này, đám người Lục Tiêu Dao thấy đã cố hết sức, ngược lại còn mơ hồ có loại cảm giác bị Tiêu Chính Văn chèn ép. Uổng cho lão già các ông sống hơn ngàn năm, ngay cả chuyện làm người cơ bản thông thường nhất cũng không biết, trước mặt một đối thủ mà các ông không hiểu biết gì về họ thì vĩnh viễn đừng tự cao, nếu không các ông sẽ không gánh nổi hậu quả. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, chùm sáng kia lớn hết sức, phóng ra một sự áp lực kinh khủng. Phụt, Lục Tiêu Dao thực sự không chịu nổi áp lực kinh khủng như vậy, phun ra một ngụm máu. Sức lực trong cơ thể ông ta tựa như bị hút hết sạch, khí thế của cả người cũng uể oải đi trong nháy mắt. Chuyện này sao có thể được? Sao cậu làm được? Lục Tiêu Dao vô cùng hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ông ta thật sự không dám tin tưởng một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 5 lại có thể rút cạn toàn bộ sức lực trong cơ thể ông ta. Trả lời ông ta lại là kiếm khí kinh khủng cuốn ngược, thậm chí Lục Tiêu Dao còn chưa định thần lại, đã bị kiếm khí kia hất bay thẳng ra. Mọi người cẩn thận, Lục Tiêu Dao vừa bay ra ngoài, vừa giống lớn với những người bên cạnh. Thật ra cho dù không có lời nhắc nhở của ông ta, Hứa Thương Long cũng đã nhận ra sự khác thường trong này. Chùm ánh sáng khúc xạ ra từ gương bát quái hết sức quỷ dị, bên trong giống như cất giấu một vật thể kinh khủng. Hơn nữa loại khí tức đến từ viễn cổ đó căn bản không cách nào che giấu được. Ngay trong chớp mắt Lục Tiêu Dao đã bị đánh bay ra, mây đen trên bầu trời tụ lại đen như mực. Dường như có một con thú lớn tới từ thời viễn cổ sắp thức tỉnh. Mọi người đừng hoảng hốt, chẳng qua cậu ta chỉ là một tiểu bối cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Cho dù cậu ta có thủ đoạn thăng thiên, hôm nay cũng phải chết. Trông thấy Lục Tiêu Dao bị đánh trọng thương, Hứa Thương Long vội vàng ổn định lòng quân, để tránh mấy người còn lại trong lúc hốt hoảng lại gặp phải chiêu ác. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn khoát tay, thu hồi chùm sáng kia, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về phía đám người Hứa Thương Long. Xem ra, các ông vẫn chưa hiểu chênh lệch thật sự giữa chúng ta ở đâu, đã vậy, tôi sẽ giúp các ông tỉnh táo hoàn toàn. Tiêu Chính Văn nói xong, thân hình đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cùng với một vầng sáng trên mở ra trên không trung như đợt sóng, bóng dáng Tiêu Chính Văn lần nữa xuất hiện ngay cạnh mọi người. Chỉ là thân pháp của anh quá quỷ dị, ngay cả không khí xung quanh cũng có phần không chịu nổi tốc độ sắp tới cực hạn, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Tiêu Chính Văn khẽ gập tay lại, sau đó cây giáo bá vương xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Sau đó đâm thẳng ra ngoài. Một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 đối diện Tiêu Chính Văn không kiềm chế được, nổi giận gầm lên một tiếng, nâng kiếm nghênh đón mũi giáo của cây giáo bá vương. Giáo, mặc dù ông ta đã dốc hết sức nhưng căn bản không có tác dụng gì, cây giáo bá vương vẫn không ngừng lại, vô cùng cứng rắn đâm vào ngực ông ta. Phụt, máu tươi bắn ra, lại một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mất mạng trong chớp mắt. Cùng lúc đó, một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 khác bên cạnh, vung kiếm, chém thẳng về phía bả vai Tiêu Chính Văn. Nhát kiếm này mang oai phong hủy diệt trời đất giống như muốn chém Tiêu Chính Văn ra làm hai. Nhưng Tiêu Chính Văn chỉ nhẹ nhàng bước sang một bước, ngay sau đó giơ tay lên, cây giáo bá vương nằm ngang trước mặt Tiêu Chính Văn. Choang, thanh kiếm kia uy thế vô cùng chém thẳng vào cán của cây giáo bá vương, rồi bị hất ngược lại bay ra ngoài. Vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng đánh lén Tiêu Chính Văn kinh ngạc tái mặt. Tốc độ phản ứng của Tiêu Chính Văn so với dự trù của ông ta thật sự chuẩn xác đến mức làm người ta giận sôi máu. Bất kể là từ kinh nghiệm chiến đấu hay về ý thức chiến đấu, giữa hai người đều khác nhau như trời với vực. So với Tiêu Chính Văn, cao thủ cảnh giới nhân hoàng có kinh nghiệm chiến đấu khoảng nghìn trận này giống như một đứa bé sơ sinh không có sức chống cự. Giáo,
Một tay Tiêu Chính Văn cầm cán giáo, đưa ra sau, ngay sau đó cổ tay vừa xoay lại đâm giáo ra vô cùng ngang ngược. Phụt, lại là một màn xương máu nổ ra trước mặt Tiêu Chính Văn. Lại một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng mất mạng trong nháy mắt. Giờ phút này, thật sự Tiêu Chính Văn giống như hổ vào bầy dê vậy, vừa giơ tay lên đã có người gục xuống, vừa đâm giáo ra mỗi một lượt một người chết. Cảnh tượng trước mắt làm cho đám người Lục Tiêu Giao tê cả da đầu, thậm chí ngay cả Tần Cối cũng không còn ý định đi trợ giúp nữa. Lần trước, lúc ở Đế Khư, Tiêu Chính Văn không ra tay, vì vậy mọi người đều cho rằng thực lực của Tiêu Chính Văn chỉ dừng lại ở nhân hoàng cấp 5 bình thường mà thôi. Nhưng sau trận chiến hôm nay, tất cả mọi người mới hiểu được, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn sớm đã không đơn giản chỉ là nhân hoàng cấp 5 nữa. Chỉ một chiêu một thế tùy tiện và tự nhiên như vậy, đã gần như hợp làm một thể cùng đất trời, mà trong chiêu thức lại mạnh mẽ chắc chắn vô cùng, oai phong vô hạn. Đâu phải là những con gà dù, những người cảnh giới nhân hoàng cấp 5 như họ có thể so sánh được. Ngay cả cánh tay cầm kiếm của Hứa Thương Long cũng không tự chủ được mà run rẩy. Giáo! Ngay khi Hứa Thương Long định xoay người chạy trốn, khoảng không sau lưng ông ta đột nhiên rung động, ngay sau đó, có tia sáng chói mắt phản xạ, một cây giáo dài cán màu bạc đâm thẳng ra. A, Hứa Thương Long bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hét toáng lên. Dù Hứa Thương Long cố hết sức né tránh nhưng vẫn bị cây giáo đập vào gò má, máu tươi tràn ra trong nháy mắt. Ngay khi cơ thể Hứa Thương Long bay ra theo lực tác động, cơ thể Tiêu Chính Văn biến mất trước mắt mọi người lần nữa. Trong lòng Hứa Thương Long không kiềm được lộp bộp vài tiếng. Trông thấy cây giáo dài của Tiêu Chính Văn đâm thẳng về phía ngực Hứa Thương Long, Lục Tiêu Giao cố nén đau đớn liều mạng vung nắm đấm. Giờ phút này, sự sống chết của ông ta cùng Hứa Thương Long đã sớm bị buộc lại với nhau. Nếu Hứa Thương Long chết trận, ông ta cũng đừng hòng sống một mình. Mà Tiêu Chính Văn lại hoàn toàn không để ý đến cú đấm của Lục Tiêu Giao, anh giơ tay lên đâm cây giáo tới, trúng chân trái của Hứa Thương Long. Phụt, một đóa hoa hồng tươi đẹp màu máu nở rộ trên đùi Hứa Thương Long, đau đến nỗi khiến Hứa Thương Long hơi choáng váng. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn cũng ôm trọn một cú đấm của Lục Tiêu. Phịch, cơ thể của Tiêu Chính Văn cứ thế bay ngược ra. Giết cậu ta, trông thấy Tiêu Chính Văn bị cú đấm của mình đánh bay, trong đôi mắt của Lục Tiêu Giao giấy lên hy vọng lần nữa. Không, giờ phút này Hứa Thương Long đã nhận ra có gì đó bất ổn, vội vàng kéo tay Lục Tiêu Giao lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng bên cạnh lại đi trước hai người họ một bước, vung kiếm lên đuổi theo. Giáo, thân mình Tiêu Chính Văn còn chưa chạm đất đã đâm cây giáo thẳng về phía sau. Phụt, vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng thứ năm nổ thành màn xương máu trong nháy mắt. Chiêu thức đánh ngược này đúng là có được tinh túy của hạng võ, ổn định chính xác thâm độc, hơn nữa còn khiến người ta không kịp phòng, tốc độ cực nhanh. Một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, Tiêu Chính Văn cũng coi thường bọn họ quá, chỉ dùng chút thủ đoạn nhỏ không đáng coi ra gì, nhưng tục ngữ nói rất hay một người khỏe thắng 10 kẻ thông minh. Ngay sau đó, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra từ cơ thể ông ta. Vung kiếm chém ngang trời, vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng kia hét lớn một tiếng, nhát kiếm vô song chém thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Phá, ngay sau đó Tiêu Chính Văn chỉ lên. Một màn sáng màu vàng đã chắn trước người. Mặc dù đây chỉ là trận pháp không gian đơn giản nhất, nhưng cũng đủ để chặn nhát kiếm của người này. Đánh nhau cần phải dùng não, chỉ dựa vào sức mạnh thì chỉ có chịu chết thôi, khóe môi Tiêu Chính Văn hơi nhếch lên, tạo nên một nụ cười lãnh đạm, nói. Bụp, cây giáo đâm đến, lại một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mất mạng trong chớp mắt. Từng tia sáng rực rỡ tươi đẹp nở rộ lần lượt kế tiếp nhau trên bầu trời. Ngay cả mấy người đứng ngoài xem cuộc chiến cũng hoàn toàn ngẩn ngơ. Không tới 5 phút, đã biến mất liên tiếp 6 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5, chuyện này quả thực không ai có thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc đã xảy ra đại chiến thế nào trong núi Thái Thương. Giờ phút này, toàn bộ đông vực đều sôi trào. Trong vòng một ngày, 6 vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng chết trận, ai cũng hiểu đã có chuyện lớn xảy ra. 2. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Mười mấy con chó con lại muốn vây giết vua sói. Quả là ăn nói vớ vẩn. Trần Huy Tổ cười nhạt, khinh thường nói. Lúc này, bên trong núi Thái Thương, Dương Hiến ngơ ngác nhìn Tần Cối nói, thầy, chúng ta đi hỗ trợ nữa không? Trong lúc nói chuyện,
mồ hôi lạnh đã chảy xuống trán hắn. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đừng thấy Tần Cối là cao thủ nhân hoàng cấp 8 mà lầm, đối mặt mười mấy cao thủ nhân hoàng cấp 5 cấp 6 bao vây tấn công, ngay cả ông ta cũng không thể giết liên tục mấy người trong mấy phút ngắn ngủi được. Giờ phút này, thế giới nội tâm ông ta sụp đổ. Trông thấy Tiêu Chính Văn giết người giống như cắt rau dưa, vừa giơ tay lên đã chém liên tục 6 người, ngay cả Tần Cối cũng hơi do dự. Trong mười mấy cao thủ này có hơn một nửa là người của Bát Hiền Từ, vì vậy, ông ta hiểu rõ nhất, người vây giết Tiêu Chính Văn là cao thủ ra sao. Đội hình như vậy cuối cùng vẫn bị Tiêu Chính Văn giết ngược lại, quả thực khiến ông ta khó mà chấp nhận được. Không, đây nhất định là ảo giác. Tần Cối cắn chặt hàm răng, hai tay run rẩy. Nhìn Tiêu Chính Văn đâm giáo như rồng, ngay cả ông ta cũng hết sức sợ hãi. Cho dù tự ông ta ra tay cũng chưa chắc có thể bắt được Tiêu Chính Văn. Thầy, vì một mình Tiêu Chính Văn lại mạo hiểm như vậy, không đáng, Dương Hiến run rẩy, vẻ mặt đầy sợ hãi nói. Tần Cối cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, ông ta không cam lòng. Phải biết rằng, vốn dĩ Bát Hiền Từ âm thầm che giấu ông ta, tận tâm tận lực đào tạo, chính là để một ngày nào đó xưng bá toàn bộ Đông Vực vì Bát Hiền Từ. Nhưng sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn lại làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của ông ta và nước cờ của nhà họ Khổng. Cho đến giờ phút này, Tần Cối mới biết mình phải đối mặt với một người đáng sợ đến mức nào. Tiêu Chính Văn không phải là người mà ông ta có thể dễ dàng trêu vào, thậm chí có thể khiến ông ta lâm vào hiểm cảnh vĩnh viễn không thể vực dậy. Cuối cùng, Tần Cối vẫn lựa chọn rút lui. Ông ta không muốn chết, càng không muốn chết trong tay Tiêu Chính Văn. Con nói không sai. Đúng là mạo hiểm vì một mình Tiêu Chính Văn không đáng giá, Tần Cối hung hãn siết chặt quả đấm, dù ông ta không muốn thừa nhận nhưng đúng là Tiêu Chính Văn đã khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm. Loại nguy hiểm đó không giống với trước đây mà là cảm giác sợ hãi khi đi qua ngay bên cạnh thần chết. Thật may vì theo kế hoạch ban đầu của ông ta là Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long ra tay chém chết Tiêu Chính Văn trước, nếu không, giờ phút này, ngay cả ông ta cũng sẽ bị vùi trong cuộc chiến, không thể thoát ra được. Mà mọi người bên ngoài đã sớm đứng ngồi không yên, Tư Mã Huy hay Khổng Thế Phương đều mang vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về núi Thái Thương. Những người bị giết đều là lực lượng trung kiên của hai nhà bọn họ. Ở thời điểm quan trọng khi các cao thủ đại tài này đều bị vướng ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ, ở bất kỳ phe phái nào, cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 cũng là trụ cột có tiếng có miếng. Nhưng bây giờ, trong nháy mắt đã có 6 vị mất mạng tại chỗ. Tổn thất to lớn như vậy bảo bọn sau này trở về phải giải thích với lãnh đạo cấp cao trong gia tộc thế nào đây? Tư Mã Huy đứng bật dậy nhìn về núi Thái Thương nói, phải bảo vệ mấy người cuối cùng. Không chỉ mọi người trong nhà họ Tư Mã nghe xong đã làm theo, ngay cả người nhà họ Khổng cũng nhanh chóng chạy về phía núi Thái Thương. Nhưng không chờ bọn họ đến đường lên núi, Viên Thiên Canh đã bước ra, chặn đường đi của họ. Các vị, cứu người thì không cần thiết đâu, sống chết có số. Dầu sang do trời, người đáng chết có cứu cũng vô dụng, giọng nói của Viên Thiên Canh lạnh như băng, nói. Viên Thiên Canh, ông có biết, người trong núi Thái Thương đều là trụ cột vững chắc của nhà họ Khổng không? Nếu bọn họ chết, sự thăng bằng của Đông Vực sẽ bị phá vỡ. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu sinh linh đổ than, ông biết không? Giờ phút này người nhà họ Khổng sốt ruột thật rồi, theo cách giết của Tiêu Chính Văn, chẳng bao lâu sau. Cao thủ của nhà họ Khổng đã vào núi Thái Thương cũng sẽ bị tàn sát hết. Phì, Trần Huy Tổ hung hãn nhổ nước bọt nói, bây giờ biết sợ rồi à? Cho dù người nhà họ Khổng các người chết sạch thì liên quan gì đến người khác? Thế giới này thiếu ai đi nữa, địa cầu vẫn quay. Mặt trời vẫn sẽ mọc lên ở phía đông lặn xuống ở phía tây. Trần Huy Tổ vừa nói vừa bước ra, đứng bên Viên Thiên Canh, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người nhà họ Khổng. Hẳn các ông biết địa vị của nhà họ Khổng ở Đông Vực. Những người khác đều có thể chết duy chỉ có người nhà họ Khổng không thể chết được. Khổng Thế Phương đi ra từ trong đám người, giọng nói trầm thấp. Mẹ kiếp, Trần Huy Tổ sổ thẳng một câu thô tục, tại sao người nhà họ Khổng không thể chết được? Chẳng lẽ thật đúng là càn khôn đảo ngược, chuột nhắt xưng vương? Lời như vậy mà người nhà họ Khổng cũng nói ra được à? Đếm hết một lượt người nhà họ Khổng, không phải bán nước cầu quan. Thì là thứ hư hỏng chèn ép dân chúng, nhà họ Khổng diệt môn mới là điều khiến tất cả mọi người vui mừng mới đúng chứ nhỉ. Nếu không, sao chuyện cho tới lúc này,
trừ nhà họ Khổng các ông ra không một ai lo âu vì chiến sự trong núi Thái Thương. Khổng Thế Phương nghe vậy, khuôn mặt dữ tợn cũng giật giật. Tránh ra, Tư Mã Huy cũng vội, trong mười mấy người kia có ba vị là cao thủ nhà họ Tư Mã bọn họ. Muốn vào núi, được thôi. Nhưng phải hỏi cây giáo trong tay tôi có đồng ý hay không trước đã, ánh mắt Trần Huy Tổ trong trẻo lạnh lùng, dùng cây giáo bạc trong tay. Mà giờ khắc này, đại chiến trong núi Thái Thương vẫn còn tiếp tục. Trong nháy mắt, bên cạnh Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long chỉ còn lại một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Toàn bộ những người còn lại đã mất mạng tại chỗ. Các tảng đá trên mặt đường khắp cả núi Thái Thương đều nhuốm màu máu đỏ tươi. Hứa Thương Long và Lục Tiêu Giao cùng với một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng còn sót lại nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn như gặp phải kẻ địch rất mạnh. Chuyện phát triển đến bước này, có thể nói bọn họ đã hết cách xoay chuyển trời đất. Không chỉ Hứa Thương Long bị thương nặng, ngay cả Lục Tiêu Giao cũng bị đánh cho tàn phế một cánh tay. Giờ phút này vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 kia cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Tiêu Chính Văn giơ cây giáo đứng đó, uy phong tám hướng, không hề bị thương chút nào. Thậm chí trên bộ quần áo dài màu trắng tinh khiết còn không có một giọt máu nào bắn tới. Rốt cuộc cậu là ai? Lục Tiêu Giao cũng không kiềm chế được nỗi sợ hãi nữa, run run hỏi. Trải qua trận chiến này, dù thế nào ông ta cũng không tin Tiêu Chính Văn chỉ là người vô danh. Cho dù thế gia lớn như nhà họ Khổng, nhà họ Tư Mã cũng tuyệt đối không thể đào tạo ra một nhân vật ngoài sức tưởng tượng giống như Tiêu Chính Văn. Nhất là ý chí và kinh nghiệm chiến đấu kinh khủng của Tiêu Chính Văn, ngay cả những lão già đã sống ngàn năm như họ cũng phải tự hổ thẹn vì thua kém. Một thanh niên từ thế tục còn chưa đến 30 tuổi, sao có thể lĩnh ngộ được? Chẳng phải các người đã biết rồi sao? Thế tục. Vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn dửng dưng mỉm cười, ngay sau đó đá thi thể dưới chân sang bên đường. Nếu cậu ta không chết, chúng ta sẽ xong đời. Trong lúc nói chuyện, cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 cuối cùng cũng hết sức sợ hãi, giơ kiếm dài xông về phía Tiêu Chính Văn. Ánh kiếm lũ lượt như mưa như thác chém về phía Tiêu Chính Văn trong chớp nhoáng. Vào giờ phút này, hắn thà rằng mình chết nhanh chết gọn còn hơn bị nỗi sợ hãi vô biên này tiếp tục dày vò. Thấy chiêu thức bất chấp sống chết của người đó, Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt, cây giáo bá vương trong tay khẽ rung lên. Bụp, sau đó tia sáng bạc xuất hiện, một tia sáng khác biệt xuyên qua màn sáng kia, giống như đâm qua núi cao sông dài. Một lực đạo vô cùng kinh khủng cứ thế xông ra, ở sau lưng Tiêu Chính Văn như có thiên quân vạn mã, mà trước mặt đại quân, một vị tướng quân mặc giáp bạc. Khí thế như thiên thần, cây giáo dài trong tay đột nhiên đâm tới. Cùng một tiếng vang thật lớn vọng tới, tựa như bầu trời này cũng rung động theo cây giáo đó. Phụt, nhát giáo này không hề nương tay, cứ thế đâm vào ngực hắn, ngay sau đó Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng rung thân cây giáo, lại một thi thể bay ngược ra xa. Cho đến khi ngọn giáo xuyên qua ngực người kia, trong mắt ông ta lại hiện lên vẻ thoải mái. Cái chết cận kề không hề đáng sợ. Điều đáng sợ là cảm giác sợ hãi khi biết sẽ chết nhưng không thể làm gì. Rầm, một xác chết lại rơi xuống dưới chân Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long. Người cuối cùng cũng bị Tiêu Chính Văn giết chết. Lục Tiêu Giao phun ra một ngụm máu, lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, nếu tôi không nhầm, trong tay cậu có cây giáo bá vương. Nếu không nhờ sức mạnh của giáo bá vương, cậu chắc chắn không giết nổi tôi. Cậu biết tại sao tôi lại coi thường cậu không? Một người chỉ biết dựa vào ngoại lực, vĩnh viễn chẳng có khí thế gì cả. Huống hồ, thứ cậu phải đối mặt, chính là nhân vật lớn của nhà họ Khổng. Lục Tiêu Giao giễu cợt nói. Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng chỉ có thể cược liều một ván. Cả gương bát quái và cây giáo bá vương trong tay Tiêu Chính Văn đều là thần binh thượng cổ, uy lực vô cùng lớn mạnh. Nếu có thể dùng cách kích tướng, khiến Tiêu Chính Văn không dùng thần binh, thì ông ta vẫn còn cơ hội. Nhưng cho dù Tiêu Chính Văn không trúng kế, ông ta phải chết dưới thần binh thì cũng không quá mất mặt. Hai, xem ra mọi người hiểu sai về các người rồi. So với đám tiểu nhân bị ổi, các người thật sự có hơn không kém. Ba nhóm, hơn chục cao thủ cảnh giới nhân hoàng, bao vây một mình tôi, nhưng lại bị tôi giết hết. Các người còn mặt mũi nói những lời cao ngạo như vậy, da mặt thật sự còn dày hơn cả tường thành. Nhưng tôi có thể cho ông thấy. Cho dù không có sự trợ giúp của thần binh, ông cũng không thể thắng nổi. Tiêu Chính Văn nói xong liền thu giáo bá vương lại. Hừ,
nếu không có sức mạnh của giáo bá vương, tôi và cậu bất phân thắng bại. Ánh mắt Lục Tiêu Dao sáng lên, lại bùng lên một tia hy vọng. Ồ, ai cho ông tự tin đấy hả? Ông mà cũng xứng phân cao thấp với tôi sao? Tiêu Chính Văn khó chịu trước lời nói của Lục Tiêu Dao. Hừ, thằng nhãi, chết đi. Lục Tiêu Dao quát lớn, khí tức của nhân hoàng cấp 6 phóng ra như mũi tên sắc bén bắn thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng khi chuẩn bị giết được Tiêu Chính Văn, ông ta mới để ý thấy trước mặt Tiêu Chính Văn dường như có một lớp sương mù màu tím, dù có cố gắng thế nào cũng không thể xuyên thủng lớp sương mỏng đó. Đây là, lúc này, Lục Tiêu Dao vô cùng hoang mang. Không biết ông từng nghe nói đến Quy Chân chưa? Cái gì? Sao Lục Tiêu Dao có thể không biết đến Quy Chân chứ? Đó là đạo cảnh cao nhất, ngay cả cao thủ đế cảnh cũng chưa chắc có thể nhìn thấy toàn cảnh Quy Chân. Lẽ nào cậu, sắc mặt Lục Tiêu Dao trắng bệch, ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn không cho ông ta thêm cơ hội nào nữa, lập tức tung quyền. Bụp, nắm đấm sắt của Tiêu Chính Văn xuyên thẳng qua ngực Lục Tiêu Dao. Lục Tiêu Dao kinh ngạc cúi đầu, nhìn nắm đấm sắt xuyên thấu ngực mình, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Ông ta cho rằng khả năng lĩnh ngộ của mình đã rất xuất sắc, nhưng sau ngàn năm tu luyện khổ cực, vẫn chưa thể đạt đến cảnh giới Quy Chân, còn Tiêu Chính Văn chưa tới 30 tuổi. Dù sao ông ta cũng không thể tin được sự thật này. Tí tách, máu chảy theo quần áo của Lục Tiêu Dao nhỏ xuống đất, trước mắt Lục Tiêu Dao dần tối sầm lại. Rầm, xác Lục Tiêu Dao đổ rầm xuống đất. Bùm, một luồng ánh sáng 7 sắc phóng lên bầu trời. Toàn bộ bầu trời trở nên đầy màu sắc. Lúc này, những người ở vùng ngoài thế giới đều vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy ánh sáng huyền bí này. Không cần hỏi cũng biết đây là ánh sáng xuất hiện khi cao thủ nhân hoàng cấp 6 trở lên chết. Mà mọi người không cần đoán cũng biết cao thủ nhân hoàng cấp 6 nhất định là một trong hai người Lục Tiêu Dao và Hứa Thương Long. Lẽ nào, ngay cả cao thủ như Lục Tiêu Dao cũng đã chết sao? Tiêu Chính Văn thật sự có thể giết cao thủ nhân hoàng. Sắc mặt Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương cũng trở nên vô cùng khó coi. Như vậy có nghĩa là cả núi Thái Thương chỉ còn lại một mình Hứa Thương Long. Còn Tần Cối đã chạy khỏi núi Thái Thương từ nửa phút trước, thậm chí còn không có dũng khí đấu với Tiêu Chính Văn. Anh Tiêu Dao, nhìn xác Lục Tiêu Dao đổ xuống, Hứa Thương Long vô cùng hoảng sợ. Ông ta gần như ngang hàng với Lục Tiêu Dao. Nếu Tiêu Chính Văn có thể giết Lục Tiêu Dao bằng một cú đấm thì ông ta có thể trở thành đối thủ của Tiêu Chính Văn sao? Thật đáng tiếc, so về cảnh giới, tôi thấp hơn các người một bậc, nhưng so về đạo cảnh, tôi lại cao hơn các người rất nhiều. Trước mặt Quy Chân, các người đều yếu như con kiến. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, cậu nên biết Quy Chân không phải là mạnh nhất, đối với thế gia lớn như nhà họ Khổng, có vô số người đã lĩnh ngộ được cấp bậc này. Cậu, nếu cậu mù quáng chống lại nhà họ Khổng thì cậu sẽ không thoát nổi cái chết đâu. Cho dù cậu giết được tôi, nhưng cậu sẽ không bao giờ giết được cao thủ ở Đông Vực. Càng không giết được hết cao thủ nhà họ Khổng. Hứa Thương Long nuốt nước bọt, cố gắng chống cự. Ồ, vậy ý ông là sao? Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Thả tôi ra, cúi đầu tạ lỗi với nhà họ Khổng. Có lẽ, cậu vẫn còn giữ được mạng, Hứa Thương Long hét lên. Tiêu Chính Văn cười lớn, ông mơ đẹp thật đấy. Tha cho ông sao, ông tự sát đi thì hơn. Nghe vậy, Hứa Thương Long đã gần như tuyệt vọng. Còn Tần Cối vừa chạy thoát khỏi núi Thái Thương, vẫn run rẩy nhìn về phía núi Thái Thương. Khi ông ta nhìn thấy ánh sáng 7 màu tỏa ra, trong lòng thầm vui mừng vì đã lựa chọn đúng đắn. Nếu không phải ông ta chạy nhanh, thì bây giờ e rằng đã bị Tiêu Chính Văn giết chết rồi. Sư phụ! Lục Tiêu Dao chết rồi sao, mặt Dương Hiến trắng bệch. Thôi bỏ đi, chúng ta về Bát Hiền Từ, ta muốn bế quan trăm năm. Không ai được phép quấy rầy. Nói xong, ông ta thậm chí còn không kịp xin chỉ thị của Khổng Thế Phương, nhanh chóng trở về Bát Từ Hiền. Ông ta không muốn lội trong vũng bùn này nữa, và lại, ông ta cũng biết rất rõ, với thực lực của mình, ông ta không đủ tư cách đấu với Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông ta mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa mình và Tiêu Chính Văn giống như cả bầu trời. Đừng nói là giết Tiêu Chính Văn, ngay cả dũng khí đấu với Tiêu Chính Văn, ông ta cũng không có. Giờ phút này, niềm tin và sự tự tin của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Bây giờ,
ông ta chỉ mong giữ lại được mạng, còn thể diện chỉ là vật ngoài thân. Hơn nữa, trong cả Đông Vực, có ai dám lấy đầu Tiêu Chính Văn? E rằng ngay cả cường giả đế cảnh cũng chưa chắc làm được. Lúc này, Hứa Thương Long cũng có suy nghĩ giống Tần Cối. Ông ta không dám đấu với Tiêu Chính Văn. Sau khi tung bừa một chiêu, ông ta liền quay người bỏ chạy. Hứa Thương Long lúc này đâu còn uy phong như trước, mái tóc dài tung bay sau lưng, bỏ chạy trong tuyệt vọng. Đây nên là kết cục của Tiêu Chính Văn mới phải, nhưng kết quả thì sao? Hơn chục cao thủ đều đã bị Tiêu Chính Văn giết sạch. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng Tiêu Chính Văn mượn uy lực của thần binh, nên mới có sức mạnh như vậy. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ mới hiểu, thì ra Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới quy chân từ lâu rồi. Cao thủ ở cấp bậc này, cho dù chỉ đạt cảnh giới nhân hoàng cấp 1 thì cũng không phải là người bọn họ có thể khiêu chiến. Lúc này, Hứa Thương Long chỉ muốn giữ lại mạng sống. Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương đều lắc đầu thở dài, bây giờ bọn họ xông vào cũng vô dụng. Nhiều nhất, bọn họ chỉ có thể cứu Hứa Thương Long đang sống dở chết dở. Tổng cộng có 30 vị cao thủ, ngoại trừ Tần Cối ở Bát Hiền Từ gia, còn lại đều đã bị xóa sổ. Ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy mới xua tay với đám người nhà họ Khổng, các người lui ra đi. Nhưng đám người nhà họ Khổng còn chưa kịp quay người, Trần Huy Tổ đã bước ra, chặn đường mọi người lại. Đứng lại, các người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Hôm nay, nhất định phải đợi cậu Tiêu xuất hiện để giải quyết, nếu không, không ai được phép rời khỏi đây. Nói xong, ông ta vung cây thương bạc, vẽ một ranh giới dưới chân. Ai dám bước qua ranh giới này nửa bước sẽ phải chết. Ông, Trần Huy Tổ, tôi nghĩ tôi sợ ông chắc, Khổng Thế Phương nổi giận. Hừ, không phục thì thử xem, Trần Huy Tổ lạnh lùng nhìn Khổng Thế Phương nói. Lúc này ở trong núi Thái Thương, Hứa Thương Long vẫn đang điên cuồng chạy trốn, nhưng Tiêu Chính Văn sao có thể để cho ông ta chạy thoát. Hai người một trước một sau, cách nhau không đến nửa dặm, chạy như bay về phía đỉnh núi. Một số người trẻ tuổi đã vào núi Thái Thương trước đó đang vừa đi lên phía đỉnh núi vừa tham quan phong cảnh của núi Thái Thương. Dẫn đầu là một nam thanh niên trẻ tuổi có cảnh giới nhân hoàng cấp 1, mặc dù ở Đông Vực mà nói, cảnh giới nhân hoàng cấp 1 căn bản không đáng nhắc đến, nhưng cũng không phải là loại vô danh tiểu tốt. Hơn nữa, đám người này, người nào người nấy đều mặc áo gấm, ăn bận cực kỳ đắc ý, nhìn qua cũng biết chắc chắn là dạng không phải giàu có thì cũng có quyền thế. Lâm Thiên Niên, cậu đi chậm một chút, sương mù ở ngọn núi này dày đặc như vậy, nghe nói mấy ngày trước còn có thú dữ qua lại, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Một phụ nữ trẻ tuổi hét về phía người đàn ông dẫn đầu. Người phụ nữ đó được đám nam thanh niên này vô cùng sùng bái, trong đám người này, cô ta cũng được coi là một nhân vật nửa cốt cán. Xung quanh cô ta còn có mấy con em thế gia trẻ tuổi vây quanh, không ngừng ân cần niềm nở. Thiên Thiên, đừng lo lắng. Chỉ cần có tôi ở đây, không có con thú nào có thể làm tổn thương cô được đâu. Lâm Thiên Niên không đồng ý mà mỉm cười, nói. Trong đám thanh niên này, hắn là người có thực lực xuất chúng nhất, hơn nữa, hắn cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của nhà họ Lâm nổi tiếng ở thành Đại Phong, một thị trấn quan trọng ở biên giới phía tây của Đông Vực. Ít nhất ở thành Đại Phong, khi nhắc đến cái tên Lâm Thiên Niên, không ai là không biết. Hơn nữa, hơn trăm năm trước. Nhà họ Lâm còn từng có một vị cao thủ đế cảnh, danh tiếng chấn động biên giới phía Tây. Vì vậy, hắn có địa vị tách biệt trong nhóm người này, mà người nói chuyện với hắn chính là con gái của môn chủ một môn phái có tên là Nguyệt Hoa Các ở thành Đại Phong. Có thể nói, Nguyệt Hoa Các cũng khá có uy danh ở thành Đại Phong, thành Đại Phong trước đây do một mình các chủ Tần Lương Ngọc của Nguyệt Hoa Các cai quản. Vì vậy, ngay cả Lâm Thiên Niên cũng đang âm thầm theo đuổi Vương Thiên Thiên của Nguyệt Hoa Các. Xét về thực lực của Lâm Thiên Niên, những con thú dữ thông thường thực sự không thể tới gần hắn. Nếu không phải hắn bị nội thương khi luyện công 10 năm trước thì tu vi hiện tại chỉ ít cũng trên nhân hoàng cấp 3. Đúng vậy, với cảnh giới và tu vi của anh Lâm, việc bảo vệ chu toàn cho nhóm người chúng ta là không thành vấn đề. Mấy nam thanh niên bên cạnh cũng phụ họa theo. Nghe thấy vậy, trên khuôn mặt Lâm Thiên Niên lộ ra vẻ kiêu căng, mặc dù đây cũng là lần đầu tiên tôi tiến vào núi Thái Thương. Nhưng khí tức của thú dữ thông thường, tôi có thể cảm nhận được từ khoảng cách hàng chục dặm. Mọi người cứ theo tôi, chắc chắn sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Thấy Lâm Thiên Niên kiêu ngạo như vậy, Vương Thiên Thiên không khỏi nhíu mày, nói, Lâm Thiên Niên, đây là núi Thái Thương đấy, trước đây phần mộ của Thái Thương là nằm ở đây. Nghe nói Thái Thương là vị thần vương cổ đại duy nhất có thể sánh ngang với Đế Tuấn, núi Thái Thương càng là nơi thần bí khó lường, nhất định không được sơ ý. Hơn nữa, tôi còn nghe nói, gần đây trong giới thế tục xuất hiện một người tên là Tiêu Chính Văn, tu vi càng nghịch thiên hơn. Nghe nói mấy ngày trước, còn chém chết Chu Hy của Bát Hiền Từ. Chúng ta vẫn nên cẩn thận là trên hết, cho dù không gặp phải thú dữ mà gặp phải Tiêu Chính Văn, đối với chúng ta mà nói, cũng sẽ rất nguy hiểm. Vương Thiên Thiên cau mày nói. Ồ, thế tục có nhân tài như thế từ bao giờ vậy? Theo tôi thấy, phần lớn đều là những thành phần chém gió khoe khoang. Lâm Thiên Niên cong môi tỏ vẻ cực kỳ khó chịu. Không, tôi nghe được từ các tiền bối trong môn phái mà, hơn nữa, những năm gần đây đã có tin đồn rồi, người này có thực lực vô cùng cao siêu, luôn là kẻ chinh phạt ngược dòng. Ở cảnh giới nhân vương cấp 1 đã có thể thách thức cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 cấp 5, còn chưa đạt đến cảnh giới nhân hoàng đã có thể một kiếm giết chết cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lâm Thiên Niên hơi thay đổi. Cười nhạt nói, Thiên Thiên, cô cũng xuất thân từ môn phái nổi danh của Thành Đại Phong, những tin nhảm này mà cô cũng tin được à? Nếu nói rằng cảnh giới thiên vương, cảnh giới thiên thần có thể chinh phạt ngược dòng thì tôi tin. Hơn nữa, tôi cũng có thể làm được, nhưng nói đến cảnh giới nhân vương và nhân hoàng, khoảng cách giữa mỗi một cấp cảnh giới giống như rãnh trời, cực khó để vượt qua. Lấy tôi làm ví dụ, hiện tại đang là cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Cho dù đưa cho tôi tất cả binh khí thần kỳ sắc bén của nhà họ Lâm thì tôi cũng không có thực lực để thách đấu cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2. Đây chính là sự khác biệt giữa cảnh giới nhân hoàng và cảnh giới nhân vương, anh ta là một tiểu bối của thế tục, đừng nói đến binh khí thần kỳ, ngay cả một binh khí 5 sao thôi cũng khó mà tìm được, có tư cách gì mà chinh phạt ngược dòng. Lời nói này của Lâm Thiên Niên vừa nói khỏi miệng, mọi người ở bên cạnh đều gật đầu lia lịa. Dù sao, trong số những người bọn họ ở đây, chỉ có một mình Lâm Thiên Niên là cảnh giới nhân hoàng, những người khác vẫn đang ở cảnh giới bán bộ nhân hoàng hoặc nhân vương cấp 9 đỉnh cao, căn bản không hiểu biết rõ về cảnh giới nhân hoàng. Cho dù những tin đồn này hơi thổi phồng, nhưng cũng không phải là không có căn cứ. Vương Thiên Thiên cắn môi dưới, nói. Dù sao những tin tức này, cô ta đều nghe được từ các vị trưởng bối trong môn phái nói chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Vì vậy, căn bản không tự tin để phản bác lại Lâm Thiên Niên. Nói thế nào đi nữa, Lâm Thiên Niên nhà người ta cũng là một cao thủ cảnh giới nhân hoàng thực sự, hắn mới là người có quyền lên tiếng nhất. Nhưng thận trọng một chút vẫn tốt hơn. Hừ, theo tôi thấy thì 80% đều là do những loài run rế của thế tục, bởi vì hàng ngàn năm chưa từng xuất hiện cao thủ nào, nên mới bịa ra những lời nói dóc này để tăng thêm thanh thế cho mình. Phần lớn đều không đáng tin. Lâm Thiên Niên vẫn không đồng ý. Đúng vậy, theo tôi thấy những lời anh Lâm nói đều rất đúng, trước khi linh khí quay về, trong thế tục đến một người có cảnh giới thiên thần cũng không tìm được, sao có thể xuất hiện một thiên tài tuyệt thế trong vài năm ngắn ngủi. Về phần chinh phạt ngược dòng gì đó lại càng là chuyện vô căn cứ. Vài nam thanh niên bên cạnh vừa phụ họa vài câu, một luồng ánh sáng màu bạc cắt ngang chân trời, đánh thẳng về phía mấy người bọn họ. Cùng với một âm thanh cực lớn, ngay cả mặt đất dưới chân bọn họ cũng đều đang rung chuyển dữ dội. Mọi người mau theo tôi. Lâm Thiên Niên kinh sợ, sau đó vội vàng bước vào trong khoảng hư không, những người khác cũng theo sát phía sau, lần lượt bay lên. Chỉ là, vừa mới lên đến khoảng hư không, mọi người đã nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời bọn họ cũng khó mà quên được. Chỉ nhìn thấy những ngọn núi phía xa đang đổ sụp nhanh chóng. Giống như một ngôi sao băng nhỏ mang theo cái đuôi ánh sáng dài, bay thẳng về phía bọn họ đang đứng. Đó, vậy mà lại là một người, Lâm Thiên Niên kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy rõ trong ánh sáng trắng kia, hóa ra lại là một người đang điên cuồng chạy trốn. Đám người Lâm Thiên Niên đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Điều quan trọng nhất là người đó không tự mình bay về phía bọn họ, mà là quay lưng với bọn họ và bay đến. Nhìn thấy tư thế bay ngược của ông ta, có thể biết được nhất định là bị người khác đánh bay ra ngoài. Mà người bị đánh bay kia cũng có khí tức vô cùng kinh khủng. Lâm Thiên Niên thậm chí có thể nhìn ra được tu vi của đối phương đang ở cảnh giới nhân hoàng cấp 6 đỉnh cao. Nhân vật như vậy,
hiện tại ở vùng ngoài lãnh thổ cho dù không phải là đỉnh của chóp thì cũng hoàn toàn có thể đứng đầu bốn phương. Có thể đánh nhân vật như thế thành ra nông nỗi này chứng tỏ thực lực của người ra tay phải đáng sợ đến nhường nào. Mọi người đều bị cảnh tượng này dọa cho hãi hùng khiếp vía. Ngay khi mọi người đang suy đoán danh tính của người ra tay, một thân ảnh khác cũng giống như một luồng ánh sáng lấp lánh, bay đến trong nháy mắt. Đây là một trận chiến có 1-0-2. Lâm Thiên Niên lập tức kích động không thôi. Trận đối đầu trình độ này, dường như ngàn năm khó gặp ở thành Đại Phong, mà hắn lại có may mắn tận mắt chứng kiến ở núi Thái Thương, điều này có thể nói là rất có ích cho tương lai của hắn. Nhưng trong giây tiếp theo, trong khoảng hư không đột nhiên xuất hiện một gợn sóng, thân hình của người truy đuổi theo sau lóe lên rồi biến mất không nhìn thấy. Ngay sau đó, hư không lại bị khuấy động, bóng người kia lại xuất hiện trước mặt người bị đánh bay ra ngoài. Dầm, cùng với một cú đấm đánh xuống, người bị đánh bay kia lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Đây hình như không phải là đang đánh nhau mà là đang hành hạ đến chết. Vương Thiên Thiên không nhịn được mà há hốc miệng. Lúc này, ngay cả những người như bọn họ cũng nhìn ra được manh mối. Người bị truy sát căn bản không có chút sức lực nào để đánh trả, mà khí tức của người truy sát lại chỉ có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà thôi. Nhân hoàng cấp 5 đang hành hạ nhân hoàng cấp 6 đến chết. Vương Thiên Thiên lẩm bẩm. Cô ta nói cái gì? Lâm Thiên Niên quay ngoắt đầu lại nhìn Vương Thiên Thiên nhân hoàng cấp 5 đang hành hạ nhân hoàng cấp 6 đến chết, sắc mặt Vương Thiên Thiên tái nhợt, nói lại một lần nữa. Một giây sau, người đuổi giết có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 lại đánh ra một quyền, cơ thể của cao thủ nhân hoàng cấp 6 bị đuổi giết lại chuyển động, bay thẳng về phía đám người Lâm Thiên Niên. Giờ phút này, tất cả mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng. Không cần nhiều lời, khí tức của cao thủ nhân hoàng cấp 6 kia không ổn định, hơn nữa người đầy thương tích, đầu tóc dài rối tung. Không có một chút phong thái của cao thủ, mà cao thủ nhân hoàng cấp 5 đuổi giết ông ta, quần áo không dính bụi, từ đầu đến cuối đều ung dung thoải mái. Dường như người này không phải đang đuổi giết một vị cao thủ nhân hoàng cấp 6, mà là đang làm một chuyện vô cùng bình thường. Ngay sau đó, Vương Thiên Thiên kinh hãi há to miệng. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn nhấc chân lên, đá vào bụng của Hứa Thương Long như đá một quả bóng. Cơ thể Hứa Thương Long đập vào mấy ngọn núi nhỏ, trên mặt đất nứt ra một khe rãnh dài mấy dặm, sâu chừng mấy mét. Giờ phút này, ngay cả chân núi Thái Thương cũng khẽ rung lên. Trận chiến động trời này thật sự vượt qua sức tưởng tượng của đám người Vương Thiên Thiên. Chỉ riêng cơn gió mạnh quét tới đã làm cho Lâm Thiên Niên có cảm giác đau rát ở trên mặt, dùng tay sờ lên, làn da trên mặt hắn đã bị cơn gió mạnh rạch ra mấy lỗ hổng lớn. Một giây sau, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay lên, một con rồng màu tím đột nhiên bay ra khỏi tay áo, cộng thêm một tiếng rồng ngâm long trời lở đất, đòn đánh mang theo uy lực cực lớn của Tiêu Chính Văn lại một lần nữa đánh trúng Hứa Thương Long. Bụp, cùng với một tiếng vang lớn truyền đến, cơ thể của Hứa Thương Long lập tức uốn cong như một con tôm luộc, rồi rơi thẳng xuống đất. Đám người Lâm Thiên Niên sợ tới mức vội vàng nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả can đảm liếc mắt một cái cũng chẳng có. Chủ yếu là vì Hứa Thương Long bị đánh quá thảm, toàn bộ nửa người trên đều bê bết máu, thậm chí khuôn mặt còn biến dạng. Đây vậy mà lại là trinh phạt ngược dòng, một lúc lâu sau, mới có người lắp bắp nói. Lúc này đây, ngay cả Lâm Thiên Niên cũng không dám lên tiếng phản bác nữa. Bởi vì thực tế đã rõ ràng trước mắt, hơn nữa thực lực của vị cao thủ nhân hoàng cấp 5 kia thực sự quá khủng khiếp. Nếu như không phải cách nhau vài dặm thì chỉ riêng dư âm còn lại đã có thể làm tất cả bọn họ thành bột mịn. Điều này không chỉ đơn giản là trinh phạt ngược dòng, mà còn là đang hành hạ đến chết. Một người có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 đang hành hạ một cao thủ nhân hoàng cấp 6, người bị hành hạ thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có. Điều này quả thực đã lật đổ nhận thức của bọn họ. Mà giờ phút này, Hứa Thương Long đã sớm bị đánh đến không còn hình người, kêu rên thảm thiết không ngừng, dường như mỗi một tế bào trên dưới toàn thân ông ta đều truyền cho ông ta tín hiệu đau đớn. Ông ta thật sự không thể hiểu nổi, Tiêu Chính Văn sao có thể mạnh như vậy. Trên con đường chạy trốn, ông ta cũng đã cố gắng phản kích, thậm chí còn phát động nhiều cuộc tập kích bất ngờ nhưng kết quả lại khiến ông ta phải kinh ngạc. Mỗi một lần đều bị Tiêu Chính Văn dùng trạng thái nghiền ép, trực tiếp hóa giải đòn công kích của ông ta. Cho đến cuối cùng, Hứa Thương Long cũng từ bỏ việc chống cự. Vào giờ phút này, ông ta chỉ muốn kết thúc tính mạng của mình càng sớm càng tốt,
bởi vì sống là quá đau đớn với ông ta. Bịch, khi cơ thể của ông ta chạm đất, lại lần nữa phun ra một ngụm máu lớn. Tiêu Chính Văn, nếu cậu còn là một người đàn ông, hãy cho tôi chết thoải mái một chút. Hứa Thương Long gầm lên giận dữ với Tiêu Chính Văn, miệng tràn ra từng ngụm máu tươi. Vào giờ phút này, ông ta thậm chí còn nghĩ rằng cái chết là một loại giải thoát. Sao hả, không phải ông luôn coi thường thế tục và khinh thường Tiêu Chính Văn tôi sao? Không phải ông nói chỉ cần trong tay tôi không có thần binh thì ông có thể giết tôi bất cứ lúc nào sao? Muốn chết không phải là không thể, nhưng ông phải quỳ xuống cầu xin tôi. Gương mặt Tiêu Chính Văn tràn ngập nụ cười vô hại. Nhưng nụ cười của anh, trong mắt Hứa Thương Long lại giống như ma quỷ đáng sợ. Mẹ kiếp, Tiêu Chính Văn, cậu ức hiếp người thái quá. Hứa Thương Long không nhịn được chửi thề. Lý nào lại như vậy, Tiêu Chính Văn lại bảo ông ta quỳ xuống cầu xin, để chấm dứt sinh mệnh của mình. Được, tôi sẽ tiếp tục hạ ông. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa giơ tay lên, cơ thể của Hứa Thương Long bị hút ra khỏi hố sâu. Dầm, thứ nghênh đón Hứa Thương Long không phải là một cú tát mà là cú đấm sắt của Tiêu Chính Văn. Chương 3919 lại thêm một cú đấm nữa lao đến, âm thanh xương gãy vang vọng khắp nơi. Hứa Thương Long chỉ cảm thấy xương cốt trên người mình sắp vỡ vụn. Ông ta đã bị Tiêu Chính Văn đánh tới tấp 4 phát liên tiếp. Hứa Thương Long cuối cùng cũng không chịu nổi cơn đau toàn thân nữa, ông ta quỳ gối trước mặt Tiêu Chính Văn, khóc lóc nói, cầu xin cậu. Giết tôi đi, nói xong, Hứa Thương Long dập đầu lia lịa. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Lâm Thiên Niên đều choáng váng. Một vị nhân hoàng cấp 6 đang quỳ đập đầu với một vị nhân hoàng cấp 5, hơn nữa còn đang cầu xin đối phương giết mình. Được rồi, nể tình ông thành tâm cầu xin tôi như vậy, tôi sẽ cho ông được toại nguyện. Tiêu Chính Văn nói xong, một tay vung ra, cây giáo bá vương lại xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn, một chùm ánh sáng màu bạc đột nhiên lóe lên. Bịch, khoảnh khắc cây giáo bá vương đâm xuyên ngực Hứa Thương Long, cuối cùng Hứa Thương Long cũng nở một nụ cười như chút được gánh nặng. Cuối cùng đã kết thúc, Hứa Thương Long nhân vật từng uy danh hiển hách, hai mắt vô hồn nhìn lên bầu trời, cơ thể tự do rơi xuống, đập về phía mặt đất. Đám người Lâm Thiên Niên nín thở, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Chết rồi, cao thủ nhân hoàng cấp 6 cứ như vậy mà chết sao? Dầm, một chùm ánh sáng huyền bí bay lên, chiếu rọi thế giới. Tất cả mọi người có mặt đều giật mình không nói nên lời, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt vô cùng sùng bái. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ai dám tin rằng tất cả những điều này là sự thật. Tiêu Chính Văn tiện tay rút cây giáo bá vương về. Ánh mắt lại chuyển hướng về chỗ sâu trong núi Thái Thương. Vừa rồi, Tiêu Chính Văn cảm nhận được sự bất thường ở sâu trong núi. Mặc dù chỉ có một chút, nhưng cũng bị Tiêu Chính Văn bắt được. Tiêu Chính Văn lập tức bước ra và đi thẳng vào bên trong núi Thái Thương. Ngay khi Tiêu Chính Văn vượt qua một dòng sông dài uốn lượn mấy ngàn dặm. Rầm, sau lưng anh đột nhiên có một luồng ánh sáng huyền bí lóe lên, ánh sáng huyền bí tầng tầng lớp lớp, giống như một con đường hầm sâu thẳm. Chương 3920 khi Tiêu Chính Văn đi qua con đường đó, ánh sáng trước mắt đột nhiên lóe lên, dường như anh đã đi tới một không gian bị ngăn cách. Trước mặt anh, một cô gái trẻ mặc áo gấm hoa phục, mặc dù cô gái kia sắc đẹp tự nhiên, xinh đẹp như tiên tử trong tranh nhưng Tiêu Chính Văn vẫn nhìn ra người này tu vi cực cao, là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều, giờ phút này cô gái xinh đẹp đang dựa vào một cột đá, hơi thở mong manh nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cậu nhóc, cậu vào đây bằng cách nào? Cô gái xinh đẹp đánh giá Tiêu Chính Văn, lông mày nhíu chặt, dường như đang suy đoán thân phận của anh. Đây là đâu? Cô là ai? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Tôi đang hỏi cậu mà, cô gái xinh đẹp đột nhiên khẽ mở đôi mắt đẹp, khí thế kiểu diễm nói. Đương nhiên là đi bộ vào, nếu không thì sao? Tiêu Chính Văn cảnh giác nhìn về phía cô gái xinh đẹp. Hai, xem ra, nơi này lại có thêm một con quỷ chết oan. Cậu nhóc, nơi này vào thì dễ nhưng ra thì khó, chỉ có đại đế ở thời kỳ toàn thịnh mới có thể phá vỡ trận pháp để xông ra ngoài. Rõ ràng cậu còn cách đế cảnh rất xa, không có khả năng dựa vào sức một mình để đi ra ngoài. Cô gái xinh đẹp cười khổ, sau đó lại chật vật dựa vào cột đá. Ở bên ngoài đại trận, đám người Long Hình đã lấy được 6 viên thiên châu như Tiêu Chính Văn đã dặn dò. Hơn nữa họ đã thành công rời khỏi núi Thái Thương từ một hướng khác.
nhưng đợi mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, mọi người vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chính Văn. Bên trong đã sớm kết thúc trận đánh, hơn nữa, Lục Tiêu Giao và Hứa Thương Long cũng đã chết, Tiêu Chính Văn đang làm gì vậy, sao còn chưa ra nữa, Tư Mã Huy mất kiên nhẫn nói. Bây giờ, người của họ cũng đã chết, Thiên Châu cũng bị người của Tiêu Chính Văn cướp đi, Tiêu Chính Văn cũng nên hài lòng rồi, cần gì phải làm khó bọn họ nữa, không để bọn họ rời đi. Nếu cậu Tiêu không về thì các người cũng đừng hòng rời đi, Trần Huy Tổ lạnh lùng nói. Trần Huy Tổ, tôi chỉ là không muốn tiếp tục tranh đấu vô vị với ông, chẳng lẽ ông thật sự tưởng tôi sợ ông sao? Khổng Thế Phương nghiến răng nghiến lợi hét lên. Tôi đã nói rồi, không phục thì bất kỳ lúc nào cũng có thể khiêu chiến, Trần Huy Tổ chỉ mũi thương chỉ vào Khổng Thế Phương, lạnh giọng khiêu chiến. Khổng Thế Phương nghiến răng, bây giờ đánh nhau với Trần Huy Tổ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao ngay cả Hứa Thương Long và Lục Tiêu Giao cũng đã chết. Hơn nữa Khổng Thế Phương và Tư Mã Huy không chắc có thể đánh thắng Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ. Đám đàn em của nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã đã rút lui, bây giờ ra tay thì Khổng Thế Phương chỉ có chịu thiệt mà thôi. Thế nên Khổng Thế Phương cũng chỉ đành hít sâu nhẫn nhịn. Lúc này Tiêu Chính Văn đang ở trong núi Thái Thương, quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp đối diện nói, ý cô là chúng tôi không thể ra ngoài à? Người phụ nữ gật đầu nói, nếu là lúc tôi còn mạnh thì cũng có thể phá trận pháp ở đây, nhưng tôi bị thương nặng, lại còn bị nhốt ở đây gần 100 năm. Chương 3921 không còn sức để phá vỡ trận pháp nơi này, càng không thể dẫn cậu ra ngoài. Tiêu Chính Văn nhìn người phụ nữ xinh đẹp hồi lâu trầm giọng nói, rốt cuộc cô là ai? Người phụ nữ bình thản cười nói, tôi họ Tần, cậu đã từng nghe nói đến Tần Lương Ngọc chưa? Tần Lương Ngọc, nữ chiến thần đứng đầu làm chấn động bốn phương vào cuối thời Minh. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, tôi khá quen thuộc với đại danh của tiền bối Tần, vào cuối thời Minh chỉ có tiền bối Tần tận chung với nước, bảo vệ đất nước, tôi đây kính phục. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Tần Lương Ngọc không khỏi cười khổ nói, kính phục. Bộ dạng hiện giờ của tôi còn xứng được cậu kính phục không? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, dù Nhạc Võ Mục bị 12 kim bài đuổi đánh về, chết oan trong tay văn quan đại tống, nhưng Thanh Liêm Chính Trực vẫn còn đó, tất nhiên sẽ được kính phục. Tiền bối Tần là phụ nữ nhưng không kém cạnh đàn ông, cho dù ở đâu, lúc nào cũng đều được người khác kính phục. Chỉ là không biết tại sao tiền bối lại lưu lạc đến đây, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Nghe thế Tần Lương Ngọc nghiến chặt răng nói, vì đuổi giết một người. Ai, Tiêu Chính Văn hỏi. Người có thể bị Tần Lương Ngọc đuổi giết chắc cũng là ông lớn một phương nhỉ. Con trai của Trương Cư Chính, Trương Hiếu Sơn, nhắc đến ba chữ Trương Cư Chính, ánh mắt Tần Lương Ngọc hiện lên sự lạnh lùng. Ồ, tại sao tiền bối Tần lại đuổi giết hắn, Tiêu Chính Văn khá khó hiểu, theo lý thì người gây ra sự diệt vong của Đại Minh là Trương Cư Chính, có liên quan gì đến con trai ông ta? Trương Cư Chính giảm thuế cho người giàu nhưng lại tăng thuế của người dân nghèo khổ khiến dân chúng Đại Minh không thiết sống, người dân khắp nơi đứng dậy khởi nghĩa chống lại. Làm thế vốn dĩ đã là phản nước, làm loạn chính trị, giết hại người dân, nhưng sau đó con trai ông ta lại đến nhờ vả gia tộc Ajin Zoro nối giáo cho giặc. Nếu không có Trương Hiếu Sơn thì Đại Minh có thể chia nước mà trị, ít nhất sẽ không bị diệt vong, nhưng người này lại phản bội đất nước, bán đứng Đại Minh. Chống lại võ tướng, cuối cùng mới khiến Giang Sơn Đại Minh sụp đổ. Càng đáng căm hận nhất là hắn đến ngoài lãnh thổ rồi dựa hẳn vào nhà họ Khổng, ngoài lãnh thổ cũng láo sực hãm hại người dân thành phố Đại Phong, loại súc sinh không bằng một con chó như thế thì đáng bị giết. Tần Lương Ngọc tôi sao có thể tha thứ cho hắn? Nghe đến đây Tiêu Chính Văn cũng hiểu những chuyện đã qua, 90% là Tần Lương Ngọc bị Trương Hiếu Sơn dẫn đến nơi này. Sau đó mới bị nhốt ở đây 100 năm. Cho đến khi mình xuất hiện thì đã gần kề cái chết. Không biết làm thế nào tiền bối mới có thể hồi phục vết thương, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Tần Lương Ngọc không đáp lại lời của Tiêu Chính Văn, ngược lại nhìn anh nói, không đúng, cậu chỉ là cảnh giới nhân hoàng cấp 5, không thể nào vào được đây. Rốt cuộc cậu là con cháu nhà nào? Nhà họ Khổng hay nhà họ Chu? Hay là nhà họ Lý Đại Đường? Chương 3922 Tiêu Chính Văn lắc đầu nói. Đều không phải, tôi không phải là con cháu của các gia tộc lớn. Vậy, cậu là người của đế vương các, Tần Lương Ngọc cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn nói. Cũng không phải, tôi không thuộc về bất kỳ thế lực nào, tôi đến từ thế tục,
vừa đến ngoài lãnh thổ chưa được một tháng, Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Cái gì? Tần Lương Ngọc vô cùng ngạc nhiên, hơi không dám tin lại nhìn Tiêu Chính Văn nói cậu đến từ thế tục. Nhưng mấy trăm năm nay, thế tục chưa từng xuất hiện cao thủ cảnh giới nhân hoàng nào rồi. Cậu lại có cảnh giới nhân hoàng cấp 5, giải thích thế nào đây? Tần Lương Ngọc không hề tin thế tục xuất hiện cao thủ như Tiêu Chính Văn, hơn nữa chỉ với là cảnh giới nhân hoàng cấp 5, không chịu được trận pháp bên ngoài, còn chưa kịp đến đây đã bị trận pháp nghiền nát rồi. Thế nên bà ta mới nghi ngờ thân phận của Tiêu Chính Văn. Chuyện này tôi cũng không biết nên giải thích thế nào, tóm lại mọi chuyện đều là trùng hợp, thế tục hiện giờ đã không còn là thế tục ngày xưa nữa. Tiền bối, tôi nghĩ vẫn nên nói chuyện chính đi, chúng ta làm thế nào mới ra khỏi đây, tôi nghĩ tiền bối cũng không muốn chết ở nơi này nhỉ. Nói rồi Tiêu Chính Văn bắt đầu đánh giá xung quanh. Nơi này tự hình thành một không gian riêng biệt, mặc dù cũng có núi có nước, nhưng từ bầu trời xám xịt đó có thể biết được nơi này không thuộc phạm vi ngoài lãnh thổ, cũng không phải là ngoài vũ trụ, càng không phải là thế tục. Người có thể tạo ra một không gian riêng biệt như vậy chắc là một cao thủ sử dụng trận pháp không gian, dù bây giờ Tiêu Chính Văn muốn xây nên một không gian riêng biệt vài mét vuông cũng khó như lên trời. Càng đừng nói là tạo ra núi, sông ở trong không gian này. Hừ, muốn rời khỏi đây đâu có dễ nói như thế. Cậu có biết ai là người bố trí trận pháp này không? Tần Lương Ngọc cười khổ lắc đầu nói. Tôi nghĩ khả năng về trận pháp không gian của người này chắc chắn đạt đến đỉnh cao. Trong suốt lịch sử, người có thể có khả năng này chỉ có một. Ai? Tần Lương Ngọc cười hỏi. Công Du Ban. Tiêu Chính Văn nói. Nghe được câu trả lời này, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng sửng sốt, gật đầu nói, cậu nhóc, xem ra cậu không tầm thường, nhưng dù là thế cũng không có tác dụng gì, chỉ cần là cảnh giới dưới đại đế thì đừng hỏng phá được trận pháp để thoát khỏi đây. Vậy thì không đơn giản, tôi thấy thời gian ở đây trôi qua khá nhanh, ít nhất nhanh gấp 10 lần thế giới bên ngoài, bế quan ở đây để đạt đến cảnh giới đại đế hẳn cũng không khó nhỉ, Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Gì cơ, không khó. Tần Lương Ngọc hứng thú nhìn Tiêu Chính Văn nói, này, cậu có biết từ nhân hoàng cấp 5 đến cảnh giới đại đế thua kém bao nhiêu cấp bậc không? Đế cảnh cấp 4 đến cấp 6 mới là đại đế, cả một cảnh giới lớn, cậu xem đó như trò chơi đấy à? Chưa từng thử sao biết là không được, nói rồi Tiêu Chính Văn ngồi khoanh chân lại. Chương 3923 thấy Tiêu Chính Văn nghiêm túc thế, sắc mặt Tần Lương Ngọc cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Lẽ nào chàng trai trước mặt này thật sự có thể đột phá ở đây? Trầm tư một lúc lâu, Tần Lương Ngọc mới nói với Tiêu Chính Văn, thật ra chỉ cần cậu chịu giúp tôi, chúng ta vẫn có thể rời khỏi đây. Nếu tôi nói không thì sao? Tiêu Chính Văn khẽ nhắm mắt lại, thậm chí không nhìn đến Tần Lương Ngọc. Chàng trai trẻ, cho dù cậu có tư chất siêu phàm thế nào cũng không thể đột phá đến cảnh giới đại đế trong thời gian ngắn. Lẽ nào cậu không nhận ra thể lực của cậu mất đi rất nhanh khi ở đây sao? Cậu còn chưa tu thành đại đế đã mất sức như tôi rồi. Tần Lương Ngọc trầm giọng khuyên bảo. Không sao, có thể chết chung một chỗ với tiền bối Tần, đời này của tôi không hối tiếc, hơn nữa có thể chôn chung với người đẹp như bà thì có gì không được chứ, Tiêu Chính Văn khích tướng nói. Hả, nghe thế Tần Lương Ngọc không khỏi nổi giận. Bà ta từng là đại đế đấy. Dù trên người bị thương nhưng có ai lại dám nói chuyện với bà ta bằng giọng điệu này không? Trêu chọc một đại đế, cho dù là lúc nào cũng là hành vi tự tìm chết. Nếu là ở ngoài thì bây giờ cậu đã chết lâu rồi, sắc mặt Tần Lương Ngọc trở nên khó coi, lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn lại không cho là đúng nói, như tiền bối đã nói, dù sao sớm muộn gì cũng phải bị nhốt cho đến chết ở đây, chết trong tay tiền bối cũng là một chuyện tốt đẹp. Người xưa có câu, chết dưới hoa mẫu đơn có làm ma cũng phong lưu. Két két két, tiếng nghiến răng ken két vang lên bên tai Tiêu Chính Văn, nhưng cuối cùng Tần Lương Ngọc vẫn không ra tay. Lúc này hai người đều rơi vào trầm tư, thời gian cũng lẳng lặng trôi qua. Cho đến nửa tháng sau, Tiêu Chính Văn mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như tia chớp nhìn Tần Lương Ngọc nói cho tôi biết, chữa trị vết thương cho bà có phải chỉ cần đến dưỡng thần đan là đủ không? Nghe anh nói thế Tần Lương Ngọc ngạc nhiên nhìn anh nói, sao cậu biết, cậu nhìn lén tôi. Âm thầm quan sát luôn là điểm cấm kỵ, càng là thái độ bất kính với người khác. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng chỉ xuất phát từ sự bất lực, dù sao người có thể phá vỡ trận pháp,
dẫn anh ra ngoài cũng chỉ có một mình Tần Lương Ngọc trước mặt này thôi. Nhưng qua cuộc nói chuyện trước đó, Tiêu Chính Văn cũng không khó đoán được Tần Lương Ngọc không hề tin mình. Càng không thể nói ra cách chữa trị vết thương của bà ta. Thế nên Tiêu Chính Văn mới phải cố ý chọc giận Tần Lương Ngọc để nhìn ra đầu mối trong khí tức của bà ta. Chương 3924 qua nửa tháng quan sát, cuối cùng Tiêu Chính Văn cũng biết thật ra vết thương của Tần Lương Ngọc đa phần là nội thương, muốn chữa trị vết thương của bà ta chỉ có cách là dùng dưỡng thần đan. Hơn nữa là số lượng lớn dưỡng thần đan. Tiền bối, trước đây bà không chịu tin tôi, thế nên tôi mới phải đưa ra kế sách, nhưng mong tiền bối tin tôi không có ý mạo phạm, cũng không có ác ý. Nói rồi Tiêu Chính Văn lấy mấy bình sứ trong túi áo ra đưa cho Tần Lương Ngọc nói, tiền bối, đây là những thứ tôi có được, mong tiền bối nhận cho. Nhận lấy bình sứ Tiêu Chính Văn đưa, Tần Lương Ngọc mở nắp bình ra, cẩn thận phân biệt một lúc, đến khi xác định là dưỡng thần đan thì cơn giận mới tiêu tan đi hơn nửa. Không ngờ cậu đúng là một người có lòng. Tần Lương Ngọc ôn hòa nhìn Tiêu Chính Văn. Được một người phụ nữ đẹp như tiên nhìn chằm chằm như thế. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không khỏi đỏ mặt. Ha ha ha, không ngờ cậu còn biết xấu hổ nữa, Tần Lương Ngọc nói, cũng không khỏi bật cười. Nụ cười của bà ta quả thật rất đẹp, thậm chí khiến người khác có cảm giác như có một làn gió xuân lướt qua. Tiền bối nói đùa rồi, tôi nào dám, đừng cứ gọi là tiền bối như thế, người hiện đại các cậu bây giờ không phải đều rất tùy tiện sao. Tuổi còn trẻ đã học mấy thứ kỳ lạ không tốt, cậu có thể gọi tôi là chị Tần. Tần Lương Ngọc cười nói, chị, Tiêu Chính Văn không khỏi hắng giọng, e là Tần Lương Ngọc còn lớn hơn bà Cố Anh vài tuổi. Chị Tần, khóe môi Tiêu Chính Văn khẽ giật, vẫn không quen với cách xưng hô này lắm. Hành động của anh lại khiến Tần Lương Ngọc bật cười. Nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Tần Lương Ngọc cười được một lúc mới nghiêm túc hỏi. Chị Tần, như những gì tôi đã nói trước đó, mỗi câu đều là sự thật. Tôi là Tiêu Chính Văn đến từ Hoa Quốc ở Thế Tục, không phải là người ngoài lãnh thổ, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Ồ, nói thế thì Thế Tục quả đúng là có cao thủ như cậu thật à, vẻ mặt Tần Lương Ngọc cũng thay đổi. Chỉ có thể nói là nhân duyên, thật ra cho đến nay, Thế Tục vẫn rất yếu, tôi cũng không muốn chiến tranh lan đến Thế Tục nên mới bất đắc dĩ dẫn Điện Thần Long đến vùng ngoài lãnh thổ. Nói đến đây ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia lạnh lùng. Ồ. Con đường đến Thế Tục đã được mở rồi sao? Tần Lương Ngọc hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu lại kể ngắn gọn những chuyện đã xảy ra trước và sau khi linh khí khôi phục cho Tần Lương Ngọc. Nghe Tiêu Chính Văn kể xong, Tần Lương Ngọc hừ một tiếng nói, lại là nhà họ Khổng. Đại Minh Diệt Quốc cũng có liên quan không ít đến nhà họ Khổng. Đến nay tôi cũng không hiểu tại sao nhà họ Khổng lại làm thế, họ cũng đều sinh ra ở trung thổ, hơn nữa người nào người nấy cũng đều là người tri thức. Lẽ nào làm một người đàng hoàng rất khó với họ sao? Chương 3925 Tiêu Chính Văn im lặng một lúc lâu mới nói với Tần Lương Ngọc, thật ra mọi chuyện đều là vì một chữ lợi, năm đó Khổng Khưu bán bản đồ phòng vệ của tổ quốc mình cho nước Tề là vì muốn làm quan nước Tề. Hơn nữa là một chức quan lớn. Mặc dù ông ta chưa thể đạt được mục đích nhưng đệ tử của ông ta Mạnh Tử lại trở thành thừa tướng nước Tề như nguyện. Nghĩ kỹ lại thì đám người bán nước để được vinh quang có ai không phải là đệ tử, con cháu nhà họ Khổng đâu, có ai không phải vì trèo cao đâu. Vẫn là câu nói đó, thiên hạ loạn lạc đều là vì tranh giành quyền lợi. Nghe thế Tần Lương Ngọc cười nói, tuổi còn trẻ mà đã biết được không ít, nói đi, bây giờ cậu đang làm chức vụ gì ở Hoa Quốc? Vua Bắc Lương, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Tần Lương Ngọc gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, được. Sau khi ra ngoài, cậu có chuyện gấp chỉ cần đến thành phố Đại Phong tìm tôi, ai dám bắt nạt cậu, tôi nhất định sẽ khiến người đó phải trả giá. Nói rồi bà ta lấy mấy bình dưỡng thần đan cho vào miệng, sau đó khoanh chân lại ngồi đối diện với Tiêu Chính Văn, khẽ nhắm mắt lại. Mặc dù trong núi Thái Thương đã qua hơn nửa tháng, nhưng thế giới bên ngoài chỉ mới có 2-3 tiếng đồng hồ mà thôi. Người nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã bị ép buộc nhốt dưới chân núi Thái Thương đều tỏ vẻ rất tức giận. Dù sao nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã cũng cần mặt mũi, bây giờ bị Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cưỡng ép giam giữ ở đây, bảo họ ném thể diện đi đâu được. Nhưng Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ không chịu thả, người nào dám làm loạn. Thời gian trôi qua rất nhanh,
Bên trong núi Thái Thương bỗng chốc lại qua thêm 7 ngày, ngay khi Tần Ngọc Lương nhắm mắt chữa trị vết thương, Tiêu Chính Văn lại đột phá lần nữa. Cảm nhận được khí tức khác thường xung quanh, Tần Lương Ngọc không khỏi mở mắt ra ngạc nhiên nói, cậu thế mà lại đột phá thật à? Khí tức nhân hoàng cấp 6 không thể nào che giấu hết đó. Mới có bao lâu chứ? Từ khi Tiêu Chính Văn bước vào không gian độc lập này đến nay cũng chưa đến một tháng. Dù có ở trong tình huống thời gian của không gian riêng biệt này nhanh hơn thế giới bên ngoài thì tốc độ đột phá này cũng quá biến thái rồi. Dù sao cũng đã gần một tháng, đột phá cũng bình thường, Tiêu Chính Văn không nghĩ thế bèn nói. Bình thường, một tháng đột phá một lần mà gọi là bình thường. Tiêu Chính Văn nói thế khiến Tần Lương Ngọc tức đến mức xa sầm mặt mày, ước gì có thể đánh cho Tiêu Chính Văn vài cái. Thật ra bà ta đâu hề biết nếu không phải do Tiêu Chính Văn quả thật không thể áp chế cảnh giới thì từ ngày thứ hai bước vào đây anh đã đột phá rồi. Hiện giờ Tiêu Chính Văn cũng khá bất lực, thời gian ở đây trôi qua khá nhanh mà tốc độ tăng cảnh giới của Tiêu Chính Văn cũng tăng lên gấp mấy lần. Chương 3926 nếu không đột phá nữa, Tiêu Chính Văn sẽ bị nổ mà chết mất. Hung hăng trợn mắt với Tiêu Chính Văn một hồi, Tần Lương Ngọc mới lần nữa chú tâm nhắm mắt lại. Một tháng sau, vết thương của Tần Lương Ngọc đã tốt hơn nhiều, thực lực cũng hồi phục được 70-80%. Cho đến lúc này Tần Lương Ngọc mới chậm rãi mở mắt ra nhìn Tiêu Chính Văn nói, này cậu Tiêu, hãy nhớ đấy, sau khi ra ngoài cậu đừng quên đến thăm chị, nếu không chỉ cần bị tôi bắt được thì dù ở cùng trời góc biển cũng sẽ trừng phạt cậu. Nói rồi Tần Lương Ngọc giơ cánh tay trắng như tuyết lên, siết chặt nắm đấm lắc lư trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngây người. Không ngờ nữ chiến thần vang danh Tần Lương Ngọc lại nữ tính như vậy. Sao thế, không đồng ý à, Tần Lương Ngọc thấy Tiêu Chính Văn hồi lâu cũng không nói gì, bỗng sầm mặt lạnh lùng nói. Không, có thể đến thăm chị Tần là vinh hạnh của tôi, chỉ cần có cơ hội, tôi nhất định sẽ đến thành Đại Phong, Tiêu Chính Văn vội giải thích. Ừ, vậy thì tốt. Nói rồi hai tay Tần Lương Ngọc vung vẫy. Tạo ra một dấu tay kỳ lạ trước ngực mình, sau đó bỗng hét lên, phá. Một loạt tiếng động lớn như trời sụp đất lún vang lên, bầu trời xám xịt xung quanh đột nhiên nứt toác. Tiêu Chính Văn chỉ nghe thấy từng tiếng gào rú điên cuồng, ngay sau đó đã xuất hiện ở bên trong núi Thái Thương. Trên bầu trời từng cơn gió thoảng qua mang đến sự mát mẻ thoải mái. Được rồi, tôi còn việc phải đi trước, nhưng cậu đừng quên đã đồng ý với tôi cái gì. Nếu không tôi sẽ là người tìm cậu tính sổ đấy. Không đợi Tiêu Chính Văn đáp lời, Tần Lương Ngọc đã hóa thành một luồng sáng biến mất không thấy tung tích. Một lúc lâu sau, một vầng sáng bay đến từ chân trời trên bầu trời thành Đại Phong. Bóng dáng Tần Lương Ngọc xuất hiện trong đại điện của Nguyên Hoa Các. Các chủ về rồi. Là các chủ về, mau lên, đi thông báo cho các trưởng lão, các chủ về rồi. Đã bao nhiêu năm rồi? Sở dĩ Nguyệt Hoa Các trở thành thế lực hạng 2 ở thành Đại Phong, chính là vì hơn 100 năm trước, Tần Lương Ngọc bỗng mất tích. Mà bây giờ Tần Lương Ngọc xuất hiện khiến cả Nguyệt Hoa Các lập tức sôi trào. Tin tức Tần Lương Ngọc quay về thành Đại Phong nhanh chóng truyền ra khắp cả thành. Chẳng mấy chốc vô số gia tộc và tông môn của thành Đại Phong đều đến chúc mừng Nguyệt Hoa Các. Tần Lương Ngọc ngồi nghiêm trang trong đại điện, ánh mắt thâm trầm nhìn những người bên dưới. Khi bà ta đưa mắt nhìn đến Thượng quan Ly không khỏi nhíu mày nói, Thượng quan, tại sao mặt ông có vẻ sầu muộn thế, lẽ nào không muốn tôi về sao? Nghe thế Thượng quan Ly quỳ xuống trước mặt Tần Lương Ngọc nói, tiền bối Tần, xin bà hãy đòi lại công bằng cho Ngọc Khuyết cung tôi. Chương 3927 Tần Lương Ngọc không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Thượng quan Ly nói, Ngọc Khuyết cung sao vậy? Ngọc Khuyết cung thuộc phạm vi thế lực của thành Đại Phong. Hơn nữa có rất nhiều mối liên hệ với Nguyệt Hoa Các. Cho dù là nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã thì cũng phải nể mặt Ngọc Khuyết Cung mấy phần, có thể nói là động vào Ngọc Khuyết Cung thì chẳng khác nào khiêu chiến với Nguyệt Hoa Các. Giờ khắc này trong đại điện, Thượng quan Ly và một đám đệ tử Ngọc Khuyết Cung đều quỳ trên mặt đất, Chư Cát Anh bị đánh trọng thương đang nằm trên cáng, giờ phút này đã hấp hối gần tắt thở. Tiền bối Tần. Việc này nói ra rất dài dòng đều là do một thằng danh giới thế tục tên là Tiêu Chính Văn gây ra, mấy tháng trước, hắn, Thượng quan Ly nước mắt nước mũi giàn giụa kể lại toàn bộ mọi chuyện, sau khi Lục Tiểu Thiến chết thảm, Tư Mã Minh Húc tìm đến Tiêu Chính Văn để báo thù nhưng lại bị Tiêu Chính Văn ép rút kiếm tự sát,
sau đó lại đánh cược với Tiêu Chính Văn trong buổi lễ long trọng ở núi Đế Khư. Tần Lương Ngọc càng nghe thì vẻ mặt càng lạnh băng, cho đến cuối cùng, trong đôi mắt đẹp kia phóng ra hai tia sáng lạnh lẽo, nhìn thẳng Thượng Quan Ly. Không đợi ông ta khóc lóc kể chuyện điện thần long phái người đòi nợ, một cánh tay của ông ta trong nháy mắt đã hóa thành xương máu. Đau đến nỗi mồ hôi lạnh trên trán Thượng Quan Ly túa ra, thiếu chút nữa hôn mê ngay tại chỗ, nhưng Thượng Quan Ly đối mặt với Tần Lương Ngọc ngay cả thở hổn hển cũng không dám, càng không dám tỏ ra bất mãn. Bất kể vì lý do gì chọc giận Tần Lương Ngọc, cho dù là giết ông ta thì ông ta cũng tuyệt đối không dám có ý định phản kháng. Dù sao đó cũng là một vị đại đế. Đại đế nổi giận, xác chết ngổn ngang ngàn dặm, chỉ chém đứt một cánh tay của ông ta đã được coi là ân huệ rồi. Rác rưởi, các người không phải luôn luôn tự nhận mình là tài trí hơn người sao? Không phải luôn luôn cho rằng thế tục đều là con kiến hôi, có thể tùy ý quyết định sống chết sao? Các người ngàn dặm xa xôi chạy đến Đế Khư lại làm tôi mất mặt, các người còn có mặt mũi chạy đến trước mặt tôi kể khổ nữa ư? Tần Lương Ngọc vô cùng giận dữ, giọng nói chấn động cả đại điện, ngay cả các lão tông môn lớn khác chạy tới chúc mừng cũng rối rít cúi đầu xuống, không dám ngẩng đầu nhìn Tần Lương Ngọc trên ngai vàng. Ai cũng biết, tính tình của vị đại đế này thất thường, nếu ánh mắt không né kịp sẽ dẫn đến đại họa diệt thân. Vậy các người trở về đây bằng cách nào? Tiêu Chính Văn sẽ không tốt bụng thả các người mà không nói một lời đấy chứ? Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Ly. Hành vi của bọn họ chẳng khác nào miệt thị Điện Thần Long, thân là chủ điện của Điện Thần Long, sao Tiêu Chính Văn có thể chịu để yên được chứ? Đương nhiên không phải, vãn bối vì bảo toàn thực lực của Ngọc Khuyết Cung nên đành phải đồng ý với cậu ta, dùng 3.000 cây hoa tử tiêu để đổi lấy bình an. Nhưng Ngọc Khuyết Cung lấy đâu ra nhiều như vậy chứ? Chương 3928 Thượng Quan Ly nói đến đây đã bật khóc nức nở. 3.000 cây hoa tử tiêu không phải là 3.000 cây hoa cỏ dại, ngay cả tông môn ngoài lãnh thổ muốn tích góp 1.000 cây cũng rất khó khăn. Ông thật sự đã vứt hết mặt mũi của Thành Đại Phong. Loại người ham sống sợ chết, nước mắt cá sấu giống như ông không xứng dẫn dắt Ngọc Khuyết Cung. Người đâu, kéo ông ta ra ngoài, chém đầu chỉ tội trước dân chúng. Vừa dứt lời, bốn đệ tử Nguyệt Hoa Các cất bước tiến lên, không nói gì đã kéo Thượng Quan Ly ra ngoài cửa, lát sau, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trên toàn bộ đại điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thậm chí ngay cả đám đệ tử của Ngọc Khuyết Cung cũng cúi đầu, không dám thốt ra lời oán hận. Dù sao cả Thành Đại Phong đều được một mình Tần Lương Ngọc bảo vệ, ai dám làm phản thì chẳng khác nào khiêu chiến cả Thành Đại Phong. Cho dù là vì bảo toàn mạng sống thì người của Ngọc Khuyết Cung cũng chỉ có thể tùy ý để cho Tần Lương Ngọc trừng phạt. Còn nữa, Điện Thần Long có lai lịch thế nào? Tần Lương Ngọc hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Thưa các chủ, Điện Thần Long là một tổ chức đến từ thế tục, trước đây luôn dốc sức vì triều đình Hoa Quốc, mấy ngày gần đây mới chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, vừa mới đến vùng ngoài lãnh thổ đã có một lượng lớn cao thủ như Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ cùng với Thượng Quan Uyển Nhi cũng gia nhập Điện Thần Long. Một đệ tử Nguyệt Hoa Các tiến lên một bước, bẩm báo. Ồ, Tần Lương Ngọc gật đầu nói, cử người đến Điện Thần Long một chuyến, nếu muốn lấy 3.000 cây hoa tử tiêu từ Ngọc Khuyết Cung thì phải được tôi gật đầu đồng ý ngay trước mặt, nếu không một nhành hoa cũng đừng hòng lấy được. Vâng, nghe Tần Lương Ngọc nói như vậy, mọi người ở Ngọc Khuyết Cung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cung chủ Thượng Quan Ly đã bị giết nhưng Tần Lương Ngọc cũng làm chủ cho Ngọc Khuyết Cung, chỉ cần không bị Tiêu Chính Văn đánh tới cửa thì Thượng Quan Ly chết cũng đáng. Hơn nữa Tần Lương Ngọc cũng rất buồn bực, sao Điện Thần Long lại có gan chiếm cứ Đế Khư như vậy, nơi đó là một trong những thánh địa của Đông Vực. Nếu như không phải Tần Lương Ngọc vừa mới trở về Thành Đại Phong thì bà ta thật sự muốn đi xem Điện Thần Long này có gì khác thường. Các chủ, Thượng Quan Uyển Nhi của nhà họ Võ đã dẫn theo Ngự Lâm vệ của nhà họ Võ gia nhập Điện Thần Long, thế lực này không thể khinh thường được. Một đệ tử Nguyệt Hoa Các tiến lên một bước, nhỏ giọng báo cáo với Tần Lương Ngọc. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ là nhân hoàng cấp 5 mà thôi, không đáng nhắc tới, Tần Lương Ngọc cười nhạt nói. Đường đường là đại đế, sao có thể coi trọng một tên tép siêu cảnh giới nhân hoàng? Các chủ, Viên Thiên Canh cũng không thể khinh thường. Dù sao ông ta cũng là nhân vật truyền kỳ từng tự tay chế tạo nữ đế. Chương 3929 tạo ra nữ đế không sai nhưng mấy ngàn năm qua có thể có bao nhiêu nữ đế?
không phải ai ai cũng có thể trở thành nữ đế, không chỉ cần thiên địa tán thành, mà còn cần vạn dân ủng hộ. Tần Lương Ngọc biết rõ, nữ đế không thể nào phục chế được, thiên thời địa lợi nhân hòa, không ủng hộ xuất hiện một vị đại nhân vật sánh ngang. Nhìn thoáng qua mọi người phía dưới, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nói, mau chóng bồi dưỡng đệ tử có tư chất trong môn phái, thời đại sắp có biến rồi. Nghe nói như vậy, mọi người phía dưới không khỏi bất ngờ. Tần Lương Ngọc nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ loạn thế trong truyền thuyết thật sự sắp đến? Các chủ, ý bà là đại thế sắp đến rồi sao? Mọi người ngửa mặt nhìn về phía Tần Lương Ngọc, đều chờ đợi bà ta đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Bất cứ lúc nào cũng phải chú ý cẩn thận, thành Đại Phong nằm ở biên giới của hai khu vực lớn, không thể lơi lỏng. Đệ tử trong môn phái cũng nên nâng cao thực lực để cho bọn họ một mình đảm đương một phương. Tần Lương Ngọc nói đến đây trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Các chủ, chẳng lẽ là chiến trường ngoài lãnh thổ bên kia có biến? Một đệ tử Nguyệt Hoa Các lập tức nghĩ đến khả năng này. Thời gian gần đây, vùng ngoài lãnh thổ khắp nơi đều bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, nhất là nhà họ Khổng thậm chí đã âm thầm kết giao với các thế lực ngoài vùng vũ trụ. Đây không phải là những gì cậu nên hỏi, làm việc mà cậu nên làm đi. Các người lui ra đi, tôi hơi mệt. Tần Lương Ngọc nói xong, trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, khẽ xua tay với mọi người. Mọi người ở dưới đại điện bất ngờ nhìn chằm chằm vào Tần Lương Ngọc, bỗng chốc bốn mắt nhìn nhau. Ở phía bên kia, lúc này Tiêu Chính Văn đã đến một thị trấn nhỏ bên cạnh thành Đại Phong. Ở đây chỉ cách thành Đại Phong chưa đầy trăm dặm nhưng bên trong thị trấn nhỏ lại không có cảm giác hoang vắng, ngược lại người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chính Văn tìm một quán rượu trang trí xa hoa, cất bước vào trong. Quán rượu này có ba tầng trên dưới. Trong sân còn có một số đình nghỉ mát và hồ sen, lúc này hoa sen trong hồ đã nở rộ, không ít vị khách đang ngồi trong đình vừa uống rượu vừa ngắm hoa sen. Tất cả đám người lui tới đều mặc áo gấm hoa phục, tuy rằng đều là loại cổ trang, nhưng liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra, xuất thân của những người này đều không tầm thường. Cậu bạn này, xin hỏi cậu cũng đến tham gia đại hội Ngọc Kiếm Các tối nay sao? Thấy Tiêu Chính Văn cất bước đi vào quán rượu, phục vụ vội vàng nghênh đón. Mặt cười hỏi. Không, tôi chỉ đến để nghỉ ngơi. Hãy mang rượu và thức ăn ngon nhất của các người đến đây. Tiêu Chính Văn nói xong, lấy ra một khối bạc lớn ném ở trước mặt phục vụ. Phục vụ đếm bạc, ước chừng mấy chục lượng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn nói, mời khách quan lên phòng cao cấp trên lầu, rượu và thức ăn mà cậu gọi đều sẽ được dâng đủ. Chương 3930 Tiêu Chính Văn vừa cất bước lên lầu 2, vừa cau mặt suy nghĩ. Vàng bạc đều là tiền tệ thời xưa, hơn nữa, trước Đại Minh, bạc không phải là tiền tệ chính thức. Từ phong cách kiến trúc của thành Đại Phong có lẽ nơi này thuộc về thời kỳ nhà Đường và nhà Tống, có nghĩa là cư dân ở đây hơn phân nửa là thời đại đó di chuyển ra vùng ngoài lãnh thổ. Vàng và bạc ở đây nên không được chào đón mới đúng, nhưng không ngờ vẫn là tiền tệ ở đây, điều này hơi bất thường. Tiêu Chính Văn cũng biết khá rõ về lịch sử của Hoa Quốc qua ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục. Chẳng hạn như thời kỳ Đường Tống, tiền tệ đều là tiền đồng. Mãi đến triều Minh, Trương Cư Chính đã thay đổi chế độ tiền tệ, bạc mới bắt đầu được sử dụng rộng rãi nhưng cũng chính vì cải cách này đã đẩy Đại Minh vào vực sâu không thể cứu vãn. Dù sao người dân cũng là người không kiếm được bạc, tất cả vàng bạc đều vào trong tay bá hộ nhà giàu, còn đất nước thu thuế chỉ nhận bạc, rõ ràng là đang ép người dân khắp nơi làm phản. Nghe nói các thế lực ngoài lãnh thổ biết khá rõ nội tình bên trong, nhưng vẫn cho lưu hành vàng bạc là chính, điều này làm người khác phải suy nghĩ nguyên nhân. Ngay lúc Tiêu Chính Văn đang rơi vào trầm tư, đột nhiên có một luồng gió lướt qua, đôi tay trắng nõn nà đặt lên vai Tiêu Chính Văn. Ai? Tiêu Chính Văn quay phát lại nhìn đằng sau, chỉ thấy Tần Lương Ngọc đang mỉm cười nhìn mình. Chị Tần, hôm nay Tần Lương Ngọc chỉ mặc một chiếc váy gấm thêu hoa màu bạc nền trắng. Tôn lên đường cong xinh đẹp của bà ta, đồng thời còn có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành mới có. Trùng hợp thật, đi thôi, lên tầng trên, nói rồi Tần Lương Ngọc kéo Tiêu Chính Văn lên tầng 2. Cả tầng 2 đều là gian riêng được ngăn cách bởi bình phong, khi Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc đến đã có không ít thực khách đang vui vẻ ăn uống. Tìm một vòng cuối cùng hai người vẫn ngồi vào một vị trí có tầm nhìn khá thoáng. Hai người vừa ngồi xuống. Phục vụ đã bưng rượu ngon và món ăn nóng hổi lên.
Nhìn lại khách hàng ở các bàn khác đa số đều chỉ gọi vài món ăn nhẹ kèm với rượu mà thôi, dù sao họ cũng đến để xem đại hội của Ngọc Kiếm Các. Thế nên tâm tư không hề để tâm đến việc ăn uống, chỉ mong đợi một trận đấu mãn nhãn. Nhìn sơn hào hải vị trên bàn, Tần Lương Ngọc cũng không khách sáo với Tiêu Chính Văn, cứ thế cầm bát đũa lên ăn rất thoải mái. Dù Tần Lương Ngọc là danh tướng một thời, đến ngoài lãnh thổ càng trở thành người nắm giữ thành đại phong, nhưng mấy năm nay đây là lần đầu tiên bà ta được thưởng thức vị mỹ nhân gian. Tiếng bát đĩa va chạm vào nhau nhanh chóng thu hút ánh mắt của các bàn xung quanh, không ít người đều nhìn Tần Lương Ngọc với ánh mắt dị thường. Thân là đại đế một thời sao có thể khiến những người vai vế thấp hơn xem là trò cười được. Tần Lương Ngọc bỗng cất bát đũa, quay sang nhìn thực khách ở mấy bàn bên cạnh. Chị Tần, hay là chúng ta đổi một phòng bao riêng nhé, nói rồi Tiêu Chính Văn vẫy tay với phục vụ. Phục vụ thấy lại là vị đại gia nhiều tiền này bèn vội vàng chạy đến nói, quý khách, không biết có gì dặn dò. Chương 3931 bụp. Tiêu Chính Văn lấy một khối bạc lớn ném lên bàn bình thản nói, tìm cho tôi một phòng VIP. Phục vụ nhìn khối bạc hình vuông trước mặt, tính toán chắc cũng nặng 20 lượng. Ôi, ngay cả phục vụ cũng không khỏi hít khí lạnh, quán ăn này đã mở được vài trăm năm, rất ít khi gặp được người có thể vung tay hào phóng như vậy. Không khỏi thầm suy đoán thân phận của Tiêu Chính Văn. Sao vậy, không đủ ư, Tiêu Chính Văn sầm mặt hỏi. Đủ, tất nhiên là đủ, hai vị, mời đi theo tôi, nói rồi phục vụ vội vã đưa mắt ra hiệu cho tạp vài tạp dịch, sau đó dẫn Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc đến phòng VIP xa hoa. Không lâu sau vài tạp dịch đem thức ăn vào phòng VIP. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, chị Tần, tôi có một thắc mắc không biết có nên nói hay không. Tần Lương Ngọc vừa ăn vừa gật đầu lia lịa. Chị Tần, sau khi Trương Cư Chính thay đổi chế độ thuế của Đại Minh, chỉ nhận bạc thì đồng nghĩa với việc có hàng trăm cái hại chứ không có lợi với Hoa Quốc, ngược lại khiến đám nhà giàu đó tích lũy bạc, tăng giá. Mặc dù ở thế tục người biết được thủ đoạn bẩn thỉu của ông ta rất ít, nhưng chắc hẳn ngoài lãnh thổ không phải là một bí mật mới đúng chứ, tại sao bạc vẫn là tiền tệ chính ở ngoài lãnh thổ, không bị chèn ép sao? Nghe Tiêu Chính Văn hỏi đến, Tần Lương Ngọc lắc đầu cười nói, vậy cậu phải xem ngoài lãnh thổ là do ai đến chi phối, Trương Cư Chính là ai? Nho Sinh, Tiêu Chính Văn đáp. Đúng, đây chính là vấn đề, thật ra nhà họ Khổng vẫn luôn khống chế hệ thống lưu thông hàng hóa ở ngoài lãnh thổ, chỉ dựa vào võ thuật, nhà họ Khổng vẫn không thể chi phối cả ngoài lãnh thổ. Càng không thể khiến nhiều gia tộc đều uất ức cầu toàn như thế, nhưng nếu nhà họ Khổng kiểm soát phần lớn tài nguyên ở ngoài lãnh thổ thì kết quả lại khác hoàn toàn. Nói đến đây Tần Lương Ngọc cũng thở dài nói, cho dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục, thật ra không có quá nhiều cách biệt, người dân ngoài lãnh thổ cũng sống trong khổ cực lầm than. Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi lại căm thù Nho Sinh đến thế. Tần Lương Ngọc vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa. Vào đi, Tiêu Chính Văn cao giọng nói với ngoài cửa. Quý khách, thật xin lỗi khi làm phiền đến quý khách dùng bữa. Nhưng căn phòng VIP này e là phải nhanh chóng được dọn rồi, mong hai vị dùng bữa nhanh một chút. Phục vụ tỏ ý xin lỗi nói. Ồ, lẽ nào do tôi cho tiền anh không đủ sao, Tiêu Chính Văn hơi nhướng mày hỏi. Không không, quý khách, thật sự rất xin lỗi, cậu chủ nhà họ Phương trong thành Đại Phong đã đến rồi, cậu ta chỉ điểm phải dùng bữa trong căn phòng này, quán bọn tôi chỉ là quán nhỏ, không đắc tội nổi với cậu cả nhà họ Phương. Chương 3932 thế nên mong hai vị dùng bữa nhanh một chút, sau đó mau chóng rời đi để không phải chọc vào phiền phức không cần thiết. Nói rồi phục vụ để 20 lượng bạc mà Tiêu Chính Văn đã đưa cho anh ta trước đó lên bàn. Tiêu Chính Văn nhìn khối bạc hình vuông nhưng không nhận lấy mà ngược lại ngờ vực nhìn Tần Lương Ngọc. Nhà họ Phương chính là gia tộc của Phương Hiếu Nho, nhà họ Phương cũng xem như là thế lực lớn ở thành Đại Phong, Tần Lương Ngọc nói. Sau đó mắt xoay chuyển quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Phương Hiếu Nho có thể nói là một trong những gian thần vào thời Đại Minh, chính vì sự xuất hiện của ông ta mà khiến rất nhiều pháp luật có lợi cho đất nước, cho dân ở thời kỳ Thái Tông đều thay ra đổi thịt. Hơn nữa ngay cả Tề Tần và Hoàng tử Trừng Người đã xoán ngôi, ép buộc thiên tử để ra lệnh cho các chư hầu đều phải bái phục mặt dày và thủ đoạn của Phương Hiếu Nho. Cũng chính vì thế mà nhà họ Phương có địa vị cực cao trong nhà họ Khổng. Được nhiều đệ tử con cháu nhà họ Khổng xưng là Thánh Hiền.
Mà nhà họ Phương cũng dựa vào danh tiếng của mình để nhận được không ít sự quan tâm đặc biệt, 100 năm gần đây đã đào tạo ra một số lượng lớn cao thủ cảnh giới nhân hoàng và đế cảnh. Ở thành Đại Phong đã là sự tồn tại chỉ đứng sau Tần Lương Ngọc. Đại hội Ngọc Kiếm Các hôm nay chính là vì một vị cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 8 của Ngọc Kiếm Các muốn khiêu chiến với Phương Vạn Lương, người hung hãn nhất của nhà họ Phương, mới thu hút nhiều khán giả quan tâm đến thế. Thế nên cậu cả nhà họ Phương đích thân đến hiện trường, ông chủ quán rượu nhỏ nào dám đắc tội với hắn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại có phải là người dễ thỏa hiệp đâu. Đừng nói đối phương chỉ là cậu cả nhà họ Phương, dù là thế tử của nhà họ Khổng, Tiêu Chính Văn cũng không phải chưa từng giết. Ngược lại là Tần Lương Ngọc, vẫn tỏ ra chuyện không liên quan đến mình, cứ tiếp tục ăn. Đến khi miếng gà rán cuối cùng được cho vào miệng mới bình thản nói với phục vụ, cậu đi nói với cậu cả nhà họ Phương gì đó, nếu không muốn chết ở đây thì có thể cút được bao xa thì cứ cút đi. Tần Lương Ngọc trước giờ không hề có thiện cảm với đám nho sinh này, huống gì nhà họ Phương vốn dĩ là gian thần, bà ta càng không thèm nể mặt. Nghe thế Tiêu Chính Văn cười nói với Tần Lương Ngọc, không ngờ chị vẫn còn phong thái đại tướng như thế. Nói gì đấy, nghĩ lại lúc đầu tôi cũng là người có uy danh ở cả Tắc Bắc đấy, Tần Lương Ngọc liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù họ không xem người nhà họ Phương là cái gì nhưng lại gây khó cho phục vụ. Nếu để cậu chủ nhà họ Phương nghe được nguyên lời của Tần Lương Ngọc, chắc có lẽ sẽ xé nát miệng anh ta. Ngay khi phục vụ đang cảm thấy khó xử thì có tiếng bước chân ở phía cầu thang. Không lâu sau một thanh niên mặc hoa phục sải bước đi đến trước cửa. Phía sau hắn còn có mười mấy cao thủ bảo vệ cảnh giới nhân hoàng cấp 1. Thấy Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc Vân còn ăn uống trong phòng VIP, Phương Thời Anh sầm mặt nói với phục vụ, sao họ vẫn chưa cút ra khỏi phòng của ông đây vậy? Chương 3933 phục vụ vội vàng cười gật đầu cúi người xuống nói, cậu Phương, họ đang dùng bữa, cậu đợi, bốp. Phương Thời Anh không nói nhiều đã vung tay lên tát một cái rõ to vào mặt phục vụ, hừ một tiếng nói, ông đây là ai cơ chứ, chúng là cái thá gì? Người đâu, ném chúng ra ngoài. Nói rồi hai cao thủ cảnh giới nhân hoàng phía sau Phương Thời Anh sải bước xông vào phòng, không để hai người ra tay, Tiêu Chính Văn đã chỉ vào không trung. Dầm, một luồng sóng khí nổ tung, hai cao thủ nhân hoàng bật ra sau, liên tiếp ngã xuống dưới tầng. Thấy vệ sĩ của mình bị Tiêu Chính Văn đánh ngã, hơn nữa còn bị nội thương nặng, Phương Thời Anh không khỏi nổi giận nói, này tên kia, mày to gan lắm đấy. Dám đánh người của nhà họ Phương. Phương Thời Anh vừa dứt lời, một ông lão đứng phía sau hắn vội vã bước đến kéo Phương Thời Anh lại nói, cậu chủ bớt giận, chúng ta đi. Ông lão là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 3, cũng là người có thực lực cao nhất trong đám hộ vệ này nên có thể nhận ra Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc không hề tầm thường. Thậm chí với thân phận của ông ta cũng không có tư cách gặp được Tần Lương Ngọc, nhưng không thể giả vờ được khí thế thong dong và bình thản đó. Nhất là uy danh của nhà họ Phương ở thành Đại Phong cực cao, có thể không xem nhà họ Phương là gì thì chắc cũng có lai lịch không nhỏ. Nhưng hắn, cậu chủ, hai người này không phải là người dễ chọc vào, đi mau thôi. Ngay cả tôi cũng không dám chắc có thể bảo vệ cậu chủ an toàn, ông lão nhỏ giọng nói bên tai Phương Thời Anh. Hả, nghe thế Phương Thời Anh không khỏi sửng sốt, sau đó không cam lòng hừ một tiếng nói với Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc, hừ. Hôm nay tôi không muốn so đo với hai người, chúng ta còn gặp lại nhau đấy. Đi thôi. Nói rồi Phương Thời Anh vội xoay người bỏ chạy, thậm chí không dám ở lại thêm một giây. Phục vụ bên cạnh ngơ ngác nhìn Phương Thời Anh chạy xuống cầu thang, một lúc lâu sau mới hoàn hồn vội vã chắp tay với Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc. Sau đó không nói gì lặng lẽ đi ra ngoài. Sau khi phục vụ ra ngoài, Tần Lương Ngọc mới mỉm cười nói, sao thế? Cậu không sợ đắc tội với nhà họ Phương à? Họ có thực lực rất mạnh ở thành Đại Phong, ngộ nhỡ nhà họ Phương tìm đến tận cửa, cậu còn có thể ra khỏi thành Đại Phong sao? Nghe thế Tiêu Chính Văn ngửa đầu cười nói, có chị Tần bảo vệ, cả thành Đại Phong này ai dám làm gì được tôi? Tần Lương Ngọc cũng khẽ cười khi nghe anh nói thế, quả thật là có bà ta ở đây, ai có thể làm gì Tiêu Chính Văn? Ai dám? Chương 3934 thế thì, nếu tôi mặc kệ, nói rồi Tần Lương Ngọc quay sang nhìn Tiêu Chính Văn. Nếu chị mặc kệ, mấy người họ đừng mong có thể sống sót rời khỏi đây, Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Nghe thế Tần Lương Ngọc lắc đầu nói, cậu Tiêu,
tôi khuyên cậu bất kể là chuyện gì cũng nên trở lại đường lui, hôm nay cậu chỉ đánh hai người nên sẽ không có phiền phức gì lớn. Nhưng nếu cậu chủ nhà họ Phương bị giết, tính chất của chuyện này hoàn toàn khác hẳn, nếu người lớn nhà họ Phương ra mặt, ngay cả tôi cũng không thể đứng về phía cậu. Những gì Tần Lương Ngọc nói cũng là sự thật, không thể xem thường thế lực của nhà họ Phương ở thành Đại Phong. Cho dù là Tần Lương Ngọc cũng không dám gây thù với nhà họ Phương. Thế lực của nhà họ Phương lớn đến thế sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu nói, đúng thế, Phương Hiếu Nho rất biết cách dựa dẫm vào người khác, năm đó người được ông ta giúp rất nhiều, ngay cả mấy gia tộc lớn có thể quyết định vận mệnh của Đại Minh ngay lúc đó đều thiếu nợ ân tình của ông ta. Năm đó sau khi Hoàng đế Hồng Võ chết, rất nhiều quan văn bị ông ta cho vào đại lao, vốn dĩ nên bị chém chết nhưng vì một câu nói của Phương Hiếu Nho mà không chỉ bảo toàn được mạng sống, còn được phục chức, cậu thử nghĩ xem ông ta kết giao được với bao nhiêu mối quan hệ. Nghe đến đây, Tiêu Chính Văn mới hiểu thật ra nhà họ Phương dựa vào không phải là thực lực của mình, mà là các mối quan hệ rộng. Hơn nữa cậu cũng đừng nghĩ ông chủ quán rượu này là người dân bình thường, có thể mở được quán rượu xa hoa ở thị trấn nhỏ cách thành Đại Phong hàng trăm mét mà không có thế lực nào sao. Tần Lương Ngọc ngước mắt lên nhìn đồ đạc bằng gỗ đàn hương xung quanh, mỉm cười nói. Ồ, ý chị là ông chủ quán rượu này cũng sẽ đứng về phía nhà họ Phương, Tiêu Chính Văn cũng hơi khó hiểu về chuyện này. Suy cho cùng là nhà họ Phương làm loạn việc làm ăn của quán rượu. Đó là đương nhiên, giới công thương đều do những người này kiểm soát, thật ra tôi chỉ như một tay đánh thuần túy ở thành Đại Phong, có thể hiểu ý tôi chứ, Tần Lương Ngọc mỉm cười nói. Sở dĩ Nguyệt Hoa Các có thể đứng vững ở thành Đại Phong chỉ là vì có vị đại đế này mà thôi. Nếu Tần Lương Ngọc không phải là cảnh giới đại đế, e là Nguyệt Hoa Các cũng không còn tồn tại từ lâu rồi. Dù võ công của Tần Lương Ngọc cực cao nhưng giới công thương lại có một vòng quan hệ riêng biệt, còn người nắm quyền trong giới này chính là nhà họ Phương. Đây cũng chính là điều mà Tần Lương Ngọc căm thù nhà họ Phương. Chương 3935 lúc ở thế tục, nhà họ Phương dùng nhiều thủ đoạn để cướp bóc của dân, khi đến ngoài lãnh thổ vẫn nắm giữ mạch kinh tế của thành Đại Phong. Tần Lương Ngọc chỉ ước gì có thể tiêu diệt nhanh chóng sự tồn tại như sâu mọt này. Nhưng thế lực nhà họ Khổng phía sau nhà họ Phương quá mạnh, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng phải kiêng dè. Không khó để nhận ra chị cực kỳ ghét nhà họ Phương, nhưng với thực lực của chị thì chẳng phải tiêu diệt nhà họ Phương chỉ như trở bàn tay thôi sao. Cho dù nhà họ Khổng là chỗ dựa của nhà họ Phương, e là nhất thời cũng không thể nào gì được chị chứ. Tiêu Chính Văn khó hiểu nhìn Tần Lương Ngọc. Với tính cách của bà ta sao có thể nhịn được cơn tức này? Cậu xem thường nhà họ Phương quá rồi, nhà họ Phương ở thành Đại Phong chỉ là một trong số ba chi hệ lớn của nhà họ Phương, chúng an cư lạc nghiệp ở đây là canh giữ biên cương cho nhà họ Khổng. Còn hai chi hệ lớn khác lần lượt nằm ở trung tâm Đông Vực và phía Bắc của Bắc Vực, muốn tiêu diệt họ dễ lắm sao, Tần Lương Ngọc lắc đầu, tỏ vẻ khổ sở nói. Tần Lương Ngọc sẽ không làm những chuyện đánh hổ không thành ngược lại còn hại mình. Dù sao đằng sau bà ta còn có một Nguyệt Hoa Các và tính mạng của hàng ngàn đệ tử. Nói thế thì chẳng phải nhà họ Phương là con chó để nhà họ Khổng kiểm soát các gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ sao, Tiêu Chính Văn cau mày phân tích. Điểm này cũng giống với thế tục, bất kể ai là thiên tử cũng phải có pháp mã cốt cán kiểm soát cả đất nước của mình. Nhà họ Khổng đang sử dụng bạc cùng với quan hệ thân thiết giữa ngành công thương và tài nguyên ngoài lãnh thổ để chèn ép cho các gia tộc lớn không thể không cúi đầu. Nhà họ Phương chỉ là một trong số đó, còn hai gia tộc lớn nữa cũng có thủ đoạn giống nhà họ Phương, chính vì sự tồn tại của ba gia tộc lớn này mới chống đỡ cho hệ thống lớn mạnh của nhà họ Khổng. Thật ra thành Đại Phong chẳng qua chỉ là một điểm của nhà họ Khổng mà thôi và nhà họ Phương cũng chỉ là một con cờ của nhà họ Khổng. Mấy ngàn năm nay cho dù là ngoài lãnh thổ hay thế tục, nhà họ Khổng đều dùng cách này âm thầm khống chế mọi thứ. Cậu từng nghe nói Đại Trạch Hương mấy ngàn năm trước chưa? Tần Lương Ngọc mỉm cười hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, câu nói lẽ nào những người xưng vương xưng hầu đó cao quý hơn tôi sao? Vẫn luôn được lưu truyền đến bây giờ, sao anh lại cô biết chứ? Trần Thắng, Ngô Quảng của Đại Trạch Hương thật ra cũng là người nhà họ Khổng, nhưng người đời rất ít để ý đến những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như liên quan đến tự Trần Thắng. Phải biết là những năm đó rất ít người có tự. Ngay cả Bạch Khởi cũng không có tự, chỉ có một cái tên. Nghe thế Tiêu Chính Văn bỗng hiểu ra.
đằng sau việc thao túng mọi thứ này là lợi dụng tiền tệ lúc đó, tiền tệ là thứ trên không thể thấy được hình dạng, dưới không thấy lợi ích, nhưng lại có thể thao túng lòng người. Thế nên đến nay bạc vẫn còn lưu thông ở ngoài lãnh thổ, hơn nữa con đường lưu hành này là một trong các kế sách của nhà họ Khổng. Chương 3936 Những lời của Tần Lương Ngọc như thức tỉnh người trong mộng. Vì thế cũng không khó giải thích được rằng tại sao bắt đầu từ thời Minh bạc trắng đã được đưa vào Hoa Quốc với số lượng lớn nhưng người dân lại ít khi nhìn thấy bạc trắng. Nhưng bạc trắng trên thị trường lại không nhiều. Đệ tử nhà họ Khổng đẩy vật giá lên qua việc kiểm soát số lượng bạc trắng để đạt được mục đích kiểm soát người dân. Có thể nói nhà họ Khổng hay nhà họ Sĩ đều cho người dân thiên hạ lọt vào trong tấm lưới vô hình này. Người nhà họ Phương lúc nãy cậu đánh bị thương đa phần sẽ gây sự chú ý đến giới công thương ở thành Đại Phong, nhất là ông chủ quán rượu này sẽ càng để ý đến cậu hơn. Một vài gia tộc có thể đụng vào, nhưng một số khác lại không thể, Bạch Ngọc Trinh chưa từng nhắc với cậu sao, Tần Lương Ngọc cười nói. Tiêu Chính Văn lắc đầu chưa, hơn nữa tôi cũng từng động vào thế tử nhà họ Khổng, có làm sao đâu. Không giống, chi hệ của nhà họ Khổng rất lớn, hệ thống phức tạp. Có hàng ngàn thế tử đến thì sao? Dù cậu giết một hai người cũng không thể làm căn cơ của nhà họ Khổng lung lay. Nhưng nhà họ Phương thì khác, nhất là chi hệ nhà họ Phương ở Biên Cương, có liên quan trực tiếp đến khả năng kiểm soát của nhà họ Khổng với sự lưu thông vật tư ở ngoài lãnh thổ, đồng nghĩa với việc đang làm lung lay căn cơ của nhà họ Khổng. Nhưng cậu yên tâm, chỉ cần còn ở thành Đại Phong thì không ai có thể làm hại cậu, Tần Lương Ngọc cười nhìn Tiêu Chính Văn. Bà ta nghĩ Tiêu Chính Văn như đã kết bạn với mình từ nhiều năm, mấy trăm năm nay Tần Lương Ngọc như đã quên đi khói bụi nhân gian, càng chưa từng kết bạn với người nào có thể thành thật với nhau như vậy. Nhưng Tiêu Chính Văn lại mang đến cảm giác khác lạ với bà ta, ít nhất đến giờ bà ta cảm thấy mình có thể trở thành bạn với Tiêu Chính Văn. Chỉ sợ đến lúc đó chị Tần cũng không bảo vệ được tôi, Tiêu Chính Văn cũng cười đáp. Tần Lương Ngọc cực kỳ tự tin cười nói, chỉ cần ở trong phạm vi thành Đại Phong của tôi, cho dù trời sụp xuống thì cũng sẽ có tôi chống đỡ cho cậu. Đi thôi, tôi dẫn cậu đi dạo ở xung quanh thành Đại Phong. Nói xong, hai người đứng dậy rời khỏi quán rượu này và lên một chiếc xe ngựa không mấy bắt mắt. Thành Đại Phong có một thị trấn biên giới, hiện đại và phong cách cổ xưa trộn lẫn với nhau, tức là có thể nhìn thấy người hiện đại lái xe hơi, cũng có rất nhiều người cổ đại đi xe ngựa. Nhưng bình thường mà nói thì những thương nhân giàu có thích phong cách cổ xưa hơn, do đó xe ngựa cũng tượng trưng cho thân phận. Vừa ra khỏi thị trấn chưa đầy 10 dặm, phía trước là cảnh tượng người dân tấp nập. Ở giữa đám người có một võ đài cao chừng trăm trượng, trên võ đài còn viết một biểu ngữ, trên đó viết 6 chữ lớn Ngọc Kiếm Các Phương Tử Anh. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày nói, nhà họ Phương này và Ngọc Kiếm Các có quan hệ gì sao? Lấy tên của một môn phái rêu rao khắp nơi. Phương Tử Anh ắt là có địa vị khá cao trong Ngọc Kiếm Các. Chương 3937 nếu không thì Ngọc Kiếm Các cũng sẽ không cho phép. Ngọc Kiếm Các thực ra chính là một tông môn do nhà họ Phương sáng lập ở giới võ đạo. Phương Tử Anh này cũng vô cùng tài giỏi, nghe nói còn từng được cao nhân ngoài lãnh thổ chỉ điểm. Cậu nhìn thấy võ đài này không? Nó đã lập ở đây trăm năm nhưng hơn trăm năm nay lại không ai có thể thắng được một chiêu nửa thức của Phương Tử Anh. Cho nên nhà họ Phương ở thành Đại Phong không chỉ được giới công thương tán thành mà giới võ đạo cũng vô cùng kính sợ. Sau khi nghe lời giải thích của Tần Lương Ngọc, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Xem ra dã tâm của nhà họ Phương cũng không nhỏ, độc chiếm giới công thương còn chưa đủ, lại còn nhúng tay vào giới võ đạo. Xe ngựa vừa đi về phía trước chưa đầy trăm mét, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo trắng, tư thế oai hùng hiên ngang, cầm một thanh trường kiếm, bước lên không trung. Kiêu ngạo trên võ đài. Cùng lúc đó một thanh niên mặc áo đen, cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhìn thanh niên áo trắng ở trên không trung, đôi mắt của hắn tỏa ra hai tia ánh sáng lạnh. Người mặc áo trắng kia là Phương Tử Anh, đối diện với hắn chính là Lý Thời Miễn người mấy lần khiêu chiến với Phương Tử Anh nhưng lại liên tục bị thua cuộc. Người này cũng không đơn giản, tổ tiên của hắn là Lý Thời Chân một trong ba vị đại thánh trong ngành y. Nếu như không phải bị Phương Tử Anh chèn ép, hiện giờ địa vị của hắn trong thế hệ trẻ Đại Phong sẽ lên một tầm cao mới. Tần Lương Ngọc vừa nhìn qua cửa sổ thủy tinh của xe ngựa về phía hai thanh niên trẻ tuổi đang đối đầu trong không trung, vừa giải thích với Tiêu Chính Văn ở bên cạnh. Xem ra nhà họ Phương đúng là có nhiều nhân tài xuất hiện,
Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn hai người trên không trung, hoàn toàn không coi hai người này ra gì. Dù sao thực lực của hai người đều chỉ có nhân hoàng cấp 5 mà thôi, loại quyết đấu này không thể nào lọt vào mắt của Tiêu Chính Văn. Tài nguyên nhà họ Phương lấy được từ nhà họ Khổng không phải là thứ mà nhà họ Lý có thể so sánh được, thầy của Phương Tử Anh này chính là chiến thần Vương Huyền Sách đến từ Diệt Quốc. Hả, Tiêu Chính Văn không khỏi kinh ngạc nói, ý của chị là Vương Huyền Sách càn quét các nước Tây Nam ở thời Lý Đường sao? Đúng vậy, chính là ông ta. Tần Lương Ngọc tiếp tục nói, thực ra cho tới nay ngành y đã có nhiều xung đột với đệ tử của nhà họ Khổng, quan hệ của họ là kiểu vừa là địch vừa là bạn. Cho nên, chỉ cần có thế lực nhà họ Khổng tồn tại thì ngành y cũng sẽ phái ra đệ tử của mình tới tranh giành. Ồ, giữa nhà họ Khổng và ngành y còn có xung đột sao? Tiêu Chính Văn nhớ rất rõ ràng, lần trước sau trận chiến với Khổng Hữu Đạo, người của ngành y đã đứng về phía nhà họ Khổng, hơn nữa còn giúp người của nhà họ Khổng đòi lại công đạo. Chương 3938 thực ra ở vùng ngoài lãnh thổ ngành y không bộc lộ tài năng nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ thì tuyệt đối không thể khinh thường. Nhà họ Khổng cũng vô cùng kiêng dè ngành y, sợ sẽ bị ngành y đuổi kịp và vượt qua, bởi vậy khi cần thiết thì cũng sẽ tiến hành chèn ép ngành y. Nhưng hai bên vì lợi ích của mình thường sẽ không trở mặt, cho nên mặc dù Lý Thời Miễn nhiều lần bại dưới tay của Phương Tử Anh nhưng chưa bao giờ bị thương. Sau khi nghe Tần Lương Ngọc giải thích, Tiêu Chính Văn cũng hiểu được mối quan hệ giữa hai người. Ngành y mượn thực lực của nhà họ Khổng, còn nhà họ Khổng lại mượn sức ảnh hưởng của ngành y, thay vì nói là xung đột chi bằng nói là hai bên đều không nắm chắc đối phương nên mới bất đắc dĩ duy trì sự cân bằng rất vi diệu. Đây đã là lần thứ tư Lý Thời Miễn khiêu chiến với Phương Tử Anh, mấy lần trước bị Phương Tử Anh đánh bại trong trăm chiêu, nghe nói lần này Lý Thời Miễn đã chuẩn bị đầy đủ và muốn rửa sạch nỗi nhục nhã. Tuy nhiên theo tôi thấy, tỷ lệ thắng của hắn cực thấp, dù sao Phương Tử Anh cũng từng được cao nhân ngoài lãnh thổ chỉ điểm nên Lý Thời Miễn khó có thể đánh thắng. Tiêu Chính Văn nghe vậy, mỉm cười nói, tuy rằng hai người bọn họ đều có cảnh giới nhân hoàng cấp 5 nhưng khí thế và đạo cảnh không ở cùng một trình độ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thời Miễn sẽ không chống đỡ nổi được ba chiêu. Tiêu Chính Văn vừa nói ra lời này, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng hơi sửng sốt, vậy mà Tiêu Chính Văn có thể nhìn ra đạo cảnh của hai người bọn họ. Hơn nữa, tuy rằng lúc trước Lý Thời Miễn không phải là đối thủ của Phương Tử Anh, nhưng cũng có thể chống đỡ được trăm chiêu, lúc này sao có thể không chống đỡ nổi được ba chiêu. Cùng lúc đó, Phương Tử Anh vô cùng tự tin siết cú đấm nói với Lý Thời Miễn, anh Lý. Xin mời. A, Lý Thời Miễn không chút khách khí vung kiếm chém ra một kiếm khí. Nhưng Phương Tử Anh lại không nhanh không chậm hơi nghiêng người, né tránh kiếm khí này. Anh Phương, anh có ý gì? Thấy Phương Tử Anh vẫn chưa ra chiêu, chỉ tránh né, Lý Thời Miễn thu lại chiêu thức, lạnh lùng nhìn về phía Phương Tử Anh. Ha ha, anh Lý, chênh lệch giữa anh và tôi thật sự quá lớn, cho nên tôi muốn anh biết khó mà lui để đỡ bẽ mặt. Nếu muốn thắng anh cũng chỉ cần một nhát kiếm là đủ rồi. Phương Tử Anh vừa dứt lời, đám người dưới võ đài đều nhao nhao bàn luận. Phương Tử Anh này cũng quá ngông cuồng rồi nhỉ. Đúng vậy, anh ta và Lý Thời Miễn đang cùng ở cảnh giới nhân hoàng cấp 5, một chiêu là có thể đánh bại Lý Thời Miễn ư. E là anh ta còn chưa tỉnh ngủ. Lý Thời Miễn càng tức giận nói, Phương Tử Anh, đừng khoác lác quá sớm, 10 năm nay. Tôi ngày đêm khổ luyện sớm đã không còn là 10 năm trước nữa rồi. Vừa dứt lời, dưới chân của Lý Thời Miễn có một cỗ khí tức cuồng bạo bốc lên. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, chuyển ánh mắt sang nơi khác. Chương 3939 sao thế, cậu không có hứng thú với cuộc quyết đấu của cả hai người này ư? Phương Tử Anh chính là đệ tử giỏi của Vương Huyền Sách, hơn nữa Lý Thời Miễn cũng không phải là hạng người bình thường. Cho dù là cường giả có cảnh giới nhân hoàng đỉnh cao cũng có thể có cảm ngộ từ trong trận quyết đấu của hai người bọn họ. Tần Lương Ngọc nhíu mày, thậm chí cảm thấy người thanh niên bên cạnh mình ngông cuồng quá mức. Trận quyết đấu như này không có gì hay ho. Và lại, chênh lệch giữa hai người quá lớn, lại không ở cùng đẳng cấp thì có gì đáng để xem chứ? Tiêu Chính Văn không cho là đúng nói. Cậu còn trẻ mà mạnh miệng quá nhỉ, Tần Lương Ngọc mím môi cười nói. Đúng lúc này. Lý Thời Miễn đã tung người về phía Phương Tử Anh, ở phía sau hắn giống như có vạn đạo kiếm ảnh, trong mắt bừng bừng lửa giận hóa thành kiếm khí thực chất, trường kiếm trong tay vung lên, trời đất biến sắc. Phương Tử Anh cũng di chuyển nhưng chỉ bình thản giơ kiếm,
Tuy nhiên giây tiếp theo tất cả mọi người đều đứng tại chỗ. Thật sự chỉ dùng một nhát kiếm đã khiến Lý Thời Miễn rơi từ trên cao xuống đất. Yên tĩnh, không gian lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu sau, Tần Lương Ngọc mới định thần lại từ trong nỗi khiếp sợ, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Chính Văn ở bên cạnh. Thành thật mà nói, ngay cả vị đại đế này cũng không thể nhìn ra Phương Tử Anh có thể đánh bại Lý Thời Miễn trong ba chiêu. Nhưng Tiêu Chính Văn đã nói câu này từ trước, nó chứng tỏ điều gì? Đạo cảnh của Tiêu Chính Văn đã đến mức sâu không lường được. Bốp bốp bốp, không biết ai đã vỗ tay đầu tiên, ngay sau đó toàn bộ mọi người đều vỗ tay chúc mừng Phương Tử Anh. Đúng lúc này, lại có một thanh niên mặc áo trắng nhảy lên không trung. Chính là Phương Thời Anh vừa bị Tiêu Chính Văn đuổi đi. Phương Thời Anh vừa thì thầm bên tai Phương Tử Anh, vừa chỉ tay về phía xe ngựa cách đó không xa. Cái gì, vậy mà lại có người dám coi thường nhà họ Phương sao? Sắc mặt Phương Tử Anh bỗng trở nên u ám. Khi ánh mắt Phương Tử Anh nhìn về phía xe ngựa của Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc, tất cả mọi người đều quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía hai người trong xe ngựa. Tôi nghe nói vừa rồi có người đả thương người nhà họ Phương. Ai ra tay thì đứng ra đây, tự chặt hai tay, hôm nay nhà họ Phương sẽ không truy cứu nữa. Chương 3940 Phương Tử Anh vừa nói ra lời này, không khí xung quanh bỗng ngưng động. Tất cả mọi người đều đang dùng ánh mắt đồng cảm để nhìn hai người trên xe ngựa. Cả thành Đại Phong này, có ai là không biết tới địa vị cực cao của nhà họ Phương, thậm chí ngay cả đại đế Tần Lương Ngọc của Nguyệt Hoa Các cũng phải nể mặt nhà họ Phương vài phần. Đừng nói là đánh bị thương người nhà họ Phương, dù chỉ là chút bất kính thì đều sẽ rước họa vào người. Có cần tranh luận với hắn một phen không? Tần Lương Ngọc quay đầu nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn xua tay. Lắc đầu nói, cần thiết phải giải thích với hắn nhiều như vậy sao? Chúng ta đi thôi, tài xế quay đầu nhìn vào phía trong xe ngựa, thấy Tần Lương Ngọc khẽ gật đầu với mình thì mới quất roi ngựa và hô lên, đi. Lộc cộc, xe ngựa tiếp tục tiến lên trước, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cứ thế phớt lờ đi lời nói ban nãy của Phương Tử Anh. Nhìn thấy đối phương dám phớt lờ mình, Phương Tử Anh nổi điên gào lớn, tôi nói lại lần cuối, đứng lại, tự chặt đứt hai tay. Nếu không thì nhà họ Phương tôi nhất định sẽ sống chết một phen với anh. Tiếng gào của Phương Tử Anh gần như vang vọng khắp cả thị trấn, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng cảm để nhìn về phía Tiêu Chính Văn và Tần Lương Ngọc bên trong xe ngựa. Hậu quả của việc chọc giận Phương Tử Anh không phải là thứ mà đôi nam nữ thanh niên này có thể gánh hết được. Nhà họ Phương mà nổi giận thì ngay cả thành Đại Phong cũng phải rung lên. Xoạt, một luồng kiếm khí lóe qua. Rạch xuống một rãnh rất sâu trên con đường phía trước, chặn đứng lối đi của xe ngựa. Các chủ, anh Tiêu, hai người xem chuyện này, tài xế thấy vậy thì vội vàng thu dây cương lại, quay đầu nhìn hai người bên trong lán xe. Đi thôi, muốn trốn cũng không trốn nổi, có cần tôi nói lý giúp cho cậu không? Tần Lương Ngọc quay đầu cười nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không khỏi cười khổ, xem ra kẻ đáng chết có khuyên thế nào cũng là vô ích. Nghĩ tới đây. Tiêu Chính Văn khẽ xua tay với Tần Lương Ngọc, sau đó đẩy cửa xe nhảy xuống dưới. Thấy bên trong xe ngựa là một cặp nam nữ thanh niên, Phương Tử Anh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Phương Thời Anh, nói, ban nãy anh nói là người đàn ông đó ra tay. Mặc dù hắn mới chỉ liếc nhìn Tiêu Chính Văn một lần, thế nhưng lại có thể khẳng định, đừng nói là một phát đánh cho cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3 bị trọng thương. Dù có cho hắn một quả đại bác thì cũng đừng hòng khiến cho cường giả ở cảnh giới nhân vương bị thương dù chỉ một chút. Chương 3941 không sai, chính là hắn, Phương Thời Anh nhìn Tiêu Chính Văn phía bên dưới bằng cặp mắt như muốn phun ra lửa, nghiến răng nói. Phương Tử Anh nghe vậy thì cao ngạo nhìn Tiêu Chính Văn nói, tôi không muốn làm khó một người bình thường như anh, tự chặt đứt hai tay, quỳ xuống xin lỗi người hầu của nhà họ Phương chúng tôi. Chuyện ngày hôm nay, tôi có thể không truy cứu nữa. Hắn vừa mới thốt ra mấy lời này, sắc mặt của Tiêu Chính Văn đã trở nên lạnh tanh. Ồ, bảo tôi tự chặt đứt hai tay ư, còn bảo tôi quỳ xuống xin lỗi. Nếu như tôi cứ nói không thì sao, Tiêu Chính Văn nhìn Phương Tử Anh, nói. Vừa nói dứt lời, một ông lão râu tóc bạc phơ liền bước ra từ bên trong đám người, lạnh lùng nói, chàng trai, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn nên làm theo cách mà cậu ấy nói. Nếu không thì cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Đám người đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy trong đôi mắt của ông lão tóc trắng đó lóe lên mấy tia sáng, áp lực mạnh mẽ càng thêm khủng bố.
gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão và chắp tay vái lạy. Ông cụ Phương vạn an, mọi người đồng thanh nói. Chỉ riêng thế trận này đã không khó để nhìn ra địa vị của ông lão ở thành Đại Phong tuyệt đối không tầm thường. Chào ông ba ạ, Phương Tử Anh cũng khom lưng vái lạy vào khoảnh khắc ông lão bước ra khỏi đám người. Người này chính là Tam trưởng lão, Phương Vọng Hải. Từ hơn 100 năm trước, Phương Vọng Hải đã cực kỳ ít khi can dự tới chuyện thế sự, thế nhưng uy danh của ông ta đã trở nên lẫy lừng trong thành Đại Phong. Tần Lương Ngọc cực kỳ hiểu người này, không chỉ có tâm địa sâu cay mà năng lực xem xét tình thế cũng cao hơn rất nhiều so với những người khác trong nhà họ Phương. Chỉ vì chuyện nhỏ là đánh một kẻ tùy tùng của nhà họ Phương thì tuyệt đối không thể khiến cho ông cụ này phải đích thân ra mặt. Nguyên nhân chỉ có một, chính là Tiêu Chính Văn nhất định đã đắc tội với một thế lực lớn nào đó, mà Phương Vọng Hải ra mặt đương nhiên là để nịnh nọt thế lực lớn kia. Có thể bắt nhà họ Phương phải nịnh nọt, ngoại trừ nhà họ Khổng ra thì còn có ai được nữa. Chàng trai, chặt đứt tay vẫn tốt hơn là mất mạng, trò chơi này, cậu nên tự biết tính toán, Phương Vọng Hải lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Xem ra cậu đắc tội không chỉ với mỗi nhà họ Phương, nhà họ Khổng cuối cùng vẫn tìm đến cậu rồi, Tần Lương Ngọc quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn, nói. Chương 3942 ở một diễn biến khác trên núi Thái Thương, người nhà họ Khổng và nhà họ Tư Mã vẫn đang đối đầu với người của Điện Thần Long. Sau khi Tiêu Chính Văn bước ra khỏi bí cảnh của núi Thái Thương thì tìm tới thành Đại Phong để đòi lại 3.000 cây hoa tử tiêu từ Ngọc Khuyết Cung luôn, vậy nên mấy người Viên Thiên Canh từ đầu tới cuối vẫn chưa thấy Tiêu Chính Văn đi ra ngoài. Thấy việc bị hai người Viên Thiên Canh và Trần Huy Tổ trói chân tại núi Thái Thương cũng không phải là cách, bên phía nhà họ Khổng mới âm thầm cử người đi nghe ngóng thông tin của Tiêu Chính Văn khắp bốn phương. Báo, chúng tôi nhận được mật báo của nhà họ Phương. Hình như Tiêu Chính Văn có xuất hiện ở thành Đại Phong, có điều vẫn chưa thể xác định được thân phận của hắn một cách nhanh chóng. Một đệ tử của nhà họ Khổng đi tới trước mặt Khổng Thế Phương, nhỏ giọng bẩm báo. Cái gì, ở thành Đại Phong, Khổng Thế Phương không khỏi nhíu mày, núi Thái Thương cách thành Đại Phong đâu chỉ có vạn dặm. Mới có một ngày trôi qua, rốt cuộc Tiêu Chính Văn tới đó bằng cách nào? Không sai. Theo người nhà họ Phương hồi báo thì dường như hắn đang ở cùng một cô gái trẻ tuổi, hơn nữa còn đánh cho người nhà họ Phương bị thương. Lời này vừa thốt ra, không chỉ có Khổng Thế Phương nổi điên mà ngay cả Tư Mã Huy cũng tái mặt. Tên Tiêu Chính Văn này rõ ràng đang cố ý trói chân bọn họ ở trên núi Thái Thương, mà bản thân anh lại chạy tới thành Đại Phong để dương oai tác quái. Lúc này, bên ngoài thành Đại Phong, trong đám người lại có một nho sĩ trẻ tuổi bước ra. Quan sát Tiêu Chính Văn bằng vẻ cao ngạo rồi nói, đánh người của nhà họ Phương mà còn có thể giữ được tính mạng, đối với anh mà nói đã là may mắn lắm rồi. Đó không phải là Tô Đông Pha một trong số bát hiền của bát hiền từ sao? Khoảnh khắc nho sĩ thanh niên kia sải bước tiến ra đã khiến cho đám người xung quanh phải đồng loạt kinh hô. Danh tiếng của bát hiền từ ở vùng ngoài lãnh thổ cực lớn, đối với rất nhiều người mà nói, việc có thể tiến vào bát hiền từ chính là tham vọng quá lớn của đời người. Huống hồ là trở thành một trong số bát hiền. Mà Tô Đông Pha lại có địa vị rất cao trong số bát hiền, chính tay hắn lập ra tiền thân của Đông Lâm Thư Uyển Tề Hàng Thư Uyển. Có thể nói, hắn là nhân vật thủy tổ của đảng Đông Lâm thời Minh, ngay cả Trương Cư Chính hại nước hại dân cũng phải cam tâm xuống nước. Tần Lương Ngọc liếc nhìn Tô Đông Pha, cười lạnh lùng nói, hôm nay đúng là ngày hội phong vân. Tần Lương Phong hận bát hiền từ tới thấu xương từ lâu, thứ gọi là bát hiền. Tùy tiện sách của một tên ra thì đều là kẻ hại nước hại dân đáng giết. Chương 3943 mà Tô Đông Pha còn là kẻ mưu mô giảo hoạt nhất trong số bát hiền. Hôm nay Phương Vọng Hải và Tô Đông Pha cùng xuất hiện ở núi Đại Phong tuyệt đối không phải là trùng hợp, chắc chắn bọn họ đã có mưu kế từ trước. Lúc này, Phương Thời Anh khi trước hoang mang tháo chạy lại cười đều giả nhìn Tiêu Chính Văn. Thân là cậu chủ của nhà họ Phương, hắn đã ngang ngược lộng hành thành quen rồi. Trước nay chưa từng có ai dám qua mặt hắn. Hôm nay Tiêu Chính Văn không những qua mặt hắn mà còn đánh bị thương người nhà họ Phương, theo như hắn nghĩ thì đâu chỉ đơn giản là bắt Tiêu Chính Văn tự chặt đứt hai tay. Chỉ cần Tiêu Chính Văn quy phục hai người Phương Vọng Hải và Tô Đông Pha thì tiếp theo, thứ đợi Tiêu Chính Văn chính là sự giày vò vô tận, hơn nữa hắn còn phải khiến cho Tiêu Chính Văn chết dần bên trong nỗi thống khổ và tuyệt vọng. Ôi, xem ra chuyện ngày hôm nay không bỏ qua dễ dàng như thế được rồi. Cậu thanh niên này cũng thật là đáng thương, đắc tội với nhà họ Phương và bát hiền từ cùng một lúc,
dù là đại đế của Nguyệt Hoa Các tới thì cũng không bảo vệ được cho cậu ta. Không ít người đều đang nhìn về phía Tiêu Chính Văn với vẻ tiếc thương. Đắc tội với nhà họ Phương còn dễ nói, chỉ cần mời được đại đế Tần Lương Ngọc của Nguyệt Hoa Các lộ diện, hoặc là trưởng lão của Nguyệt Hoa Các có thể nói đỡ cho anh một câu thì nhà họ Phương cũng sẽ không quá làm khó anh. Thế nhưng Bát Hiền Từ thì khác, dù là Tần Lương Ngọc đích thân tới thì cũng chẳng thể thuyết phục được Tô Đông Pha nương tay với Tiêu Chính Văn. Ôi, đều trách cậu thanh niên này không biết tự lượng sức, lại dám đánh người nhà họ Phương bị thương luôn. Thật ra cũng không phải lỗi do cậu thanh niên này, dù gì cũng là phòng bao người ta đặt trước, dựa vào đâu phải nhường lại cho Phương thời anh. Người nhà họ Phương cũng quá ngông cuồng rồi, nên có người đứng ra chỉnh đốn lại bọn họ một chút, chỉ đáng tiếc là cậu thanh niên này chưa gặp may mà thôi. Mấy vị khách tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi đều đồng loạt nhỏ tiếng bàn luận. Chàng trai, theo tôi thấy, cậu vẫn nên xin lỗi người nhà họ Phương đi, dù gì Bát Hiền Từ và nhà họ Phương đều không dễ động vào, nếu như đắc tội với bọn họ thì e rằng sau này sẽ không còn đất cho cậu dung thân nữa đâu. Không ít người đều đang nhỏ giọng khuyên Tiêu Chính Văn, không một ai hy vọng nhìn thấy Tiêu Chính Văn bị người nhà họ Phương giết chết ở nơi này. Chưa hỏi rõ đúng sai đã bảo tôi xin lỗi. Anh chắc là mình sẽ không hối hận chứ, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Phương Tử Anh, nói. Chương 3944 Phương Tử Anh cười khẩy, khinh thường nói, tôi không cần biết ai đúng ai sai, trước giờ chỉ có người nhà họ Phương đánh người, chưa từng có ai dám đánh người nhà họ Phương. Dù chỉ đánh một người giúp việc cũng không được. Anh đã phá vỡ quy tắc thì phải trả giá cho mình hành vi của mình, bảo anh tự chặt tay của mình, quỳ xuống xin lỗi là nhà họ Phương đã là nhân từ với anh rồi. Nếu không để lại cái mạng chó này của anh cũng chỉ là một câu nói của tôi thôi. Phương Tử Anh vừa dứt lời, ánh mắt Tần Lương Ngọc bên cạnh hiện lên sát khí nhìn Phương Tử Anh. Tiêu Chính Văn cũng thấy nực cười bởi câu nói của Phương Tử Anh, lạnh lùng nhìn Phương Tử Anh. Một tay bỗng hút lấy một viên đá dưới đất vào lòng bàn tay. Hửm, cậu ta, định ra tay với Phương Tử Anh sao, không ít người chú ý đến động tác này của Tiêu Chính Văn. Nhưng viên đá nhỏ đó có thể làm gì được Phương Tử Anh chứ? Ngay khi mọi người đều tỏ vẻ ngờ vực, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, viên đá trong tay bắn mạnh đến chỗ Phương Tử Anh như một viên đạn. Đối diện với đòn tấn công của Tiêu Chính Văn, Phương Tử Anh cũng chỉ khinh bỉ cười mỉa nói, muốn chết hả? Vừa dứt lời, Phương Tử Anh rút kiếm rồi vung kiếm lên chém về phía viên đá đó. Nhát kiếm này của hắn nhìn có vẻ không mạnh lắm nhưng lại chứa uy lực vô tận và sự huyền diệu của trận pháp, dù sao thì hắn cũng từng được nhân tài ngoài lãnh thổ chỉ dạy nên đã quen thuộc với việc dung hợp trận pháp và chiêu thức. Ngay khi luồng kiếm khí đó được tung ra, phía sau Phương Tử Anh đột nhiên lóe lên ánh sáng màu đen. Có thể thấy uy lực của nhát kiếm này làm trời đất cũng thay đổi. Không ít người vây xem bên cạnh đều ngạc nhiên thốt lên. Nhát kiếm này mạnh hơn đòn tấn công đánh bại Lý Thời Miễn lúc nãy gấp 100 lần, thậm chí có thể nói là một kiếm này đủ để khiến võ đài trong mấy cây số biến mất. Nhưng đòn tấn công mạnh mức đó lại lập tức bị tan biến bị gặp phải viên đá nhỏ đó. Viên đá nhỏ đó lại tiếp tục bắn về phía Phương Tử Anh với tốc độ nhanh như chớp. Nhìn thấy cảnh tượng này ngay cả Phương Tử Anh cũng hít khí lạnh, hắn không ngờ Tiêu Chính Văn trông có vẻ chỉ là một người bình thường lại có thực lực mạnh đến thế. Nhưng ngay sau đó ánh mắt Phương Tử Anh không cam lòng thất bại, lóe lên vẻ nham hiểm, hai tay siết chặt chuôi kiếm, chậm rãi giơ lên qua đỉnh đầu. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một luồng chân khí như sơn nhạc. Một ảo ảnh cực kỳ lớn kiêu ngạo đứng trên sơn nhạc. Ảo ảnh đó vung tay lên. Một luồng kiếm khí hùng mạnh đánh thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy cảnh tượng này tất cả mọi người đều ngạc nhiên thốt lên. Bởi vì đây đã không còn là một đòn tấn công bình thường nữa mà có cả uy lực trời đất, khí thế vạn vật tạo ra một vực trường, chỉ cần là những vật ở trong khu vực mà Phương Tử Anh khống chế thì đều bị Phương Tử Anh kiểm soát. Thậm chí ngay cả đất trời. Chương 3945 đây là đòn đánh thần kỳ ngoài vũ trụ điển hình. Cực kỳ hiếm thấy ở ngoài lãnh thổ. Dù là đám người lão làng ở ngoài lãnh thổ cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh chứ đừng nói là một chàng trai như Tiêu Chính Văn. Mặc dù tôi không thể so được với Lục Tiêu Dao, nhưng chém anh vẫn, hắn còn chưa nói hết câu, viên đá nhỏ đó đã xuyên qua kiếm khí của Phương Tử Anh, lập tức bị hòn đá đánh trúng. Phụt, Phương Tử Anh nôn ra ngụm máu, sau đó rơi từ trên cao xuống ngã lên võ đài.
khi nhìn thấy nửa người Phương Tử Anh bị hòn đá đập vào, mọi người đều ớn lạnh. Đó là Phương Tử Anh đấy, gần 100 năm nay là người dẫn đầu trong giới trẻ thành Đại Phong. Nhưng lại bị một viên đá nhỏ Tiêu Chính Văn ném bừa đánh cho bị thương nặng. Chuyện này không thể nào. Lúc này Phương Tử Anh nổi giận đùng đùng. Ngay khi khí tức của hắn ập đến, ngay cả ngọn núi cách đó vài mét cũng trở nên bằng phẳng. Nhưng hắn chưa kịp đứng lên, một chiếc giày quân đội sáng bóng đã đạp lên đỉnh đầu hắn khiến mặt hắn áp xuống đất. Không để Phương Tử Anh phản kháng, Tiêu Chính Văn đã nhấc chân lên đá vào mặt Phương Tử Anh. Bốp, một âm thanh rõ to vang lên, mặt Phương Tử Anh bị cú đá của Tiêu Chính Văn làm cho lõm vào trong. Sau đó Tiêu Chính Văn giơ tay lên túm lấy Phương Tử Anh sống dở chết dở từ dưới đất lên, lạnh lùng nhìn Phương Tử Anh nói, chẳng phải anh nói chỉ có người nhà họ Phương các anh mới đánh người khác sao? Vừa dứt lời không để Phương Tử Anh lên tiếng, Tiêu Chính Văn vung tay đấm vào mặt Phương Tử Anh. Phụt, đầu của Phương Tử Anh lập tức bay lên, máu từ thân chảy ra như suối. Bây giờ tôi không chỉ đánh người nhà họ Phương mà còn giết hắn. Nhà họ Phương các người có thể làm được gì? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Phương Vọng Hải nói. Phịch, thi thể Phương Tử Anh bị ném đến dưới chân Phương Vọng Hải. Phương Vọng Hải không ngờ Tiêu Chính Văn lại ngang ngược như thế, vung tay lên là giết người nhà họ Phương. Lúc đầu Phương Vọng Hải chỉ muốn lợi dụng chuyện này để thể hiện uy thế của nhà họ Phương trước mặt mọi người ở thành Đại Phong, hơn nữa ông ta nghĩ chàng trai trẻ trước mặt này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Là một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 6, Phương Vọng Hải nghĩ Tiêu Chính Văn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không ngờ sẽ như thế này. Chứng tỏ Tiêu Chính Văn không chỉ không phải là người bình thường mà ngược lại cảnh giới cao đến mức đáng sợ, thậm chí ngay cả ông ta cũng không thể nhìn ra rốt cuộc Tiêu Chính Văn có tu vi thế nào. Chương 3946 tôi đang hỏi ông đấy, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói khiến Phương Vọng Hải hoảng sợ rùng mình. Nhưng không lâu sau ông ta lại nghĩ đến thế lực nhà họ Phương, ông ta ngừng lại chốc lát rồi mới nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn nói, quả thật tôi không thể làm gì được cậu, nhưng cậu đã giết người nhà họ Phương sẽ ghi thù chuyện này. Bốp, Tiêu Chính Văn cách không khí đấm vào mặt Phương Vọng Hải, lạnh lùng nói, nhà họ Phương các ông ghi thù. Vậy tôi sẽ cho nhà họ Phương các ông nhớ lâu một chút. Còn anh nữa? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời thì trở tay thêm một cú đấm nữa, cách không khí đấm vào mặt Tô Đông Pha. Chuyện này có liên quan gì với Bát Hiền Từ? Tô Đông Pha vừa rồi còn chưa hiểu chuyện gì cũng bị cái đánh của Tiêu Chính Văn làm cho ngơ ngác. Hắn cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 6 nhưng hắn lại không có cơ hội tránh được cái đánh vừa rồi của Tiêu Chính Văn, cứ thế bị Tiêu Chính Văn đánh mạnh vào mặt. Không, không liên quan đến tôi, gương mặt Tô Đông Pha đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thật ra so với Phương Tử Anh thì anh mới là người đáng chết hơn, dù tôi không chọc vào anh, cũng chưa từng có qua lại với anh nhưng anh lại ra mặt giúp đỡ thay người nhà họ Phương. Chẳng qua chỉ muốn mượn thế chèn ép người khác, tìm chút cảm giác tồn tại trước mặt mọi người thôi. Nhưng anh nghĩ anh xứng sao? Tô Đông Pha cũng cảm nhận được sát khí trong lời nói của Tiêu Chính Văn, nhất thời tay chân luống cuống. Lúc này hắn cảm thấy rất sợ. Thật ra lúc đầu hắn chỉ muốn mượn cái danh Bát Hiền Từ để giả vờ ra vẻ ở thành Đại Phong thôi, nhưng không ngờ lại đá phải một tấm sắt. Người ta không chỉ không xem hắn ra gì mà ngay cả Bát Hiền Từ cũng không bị khinh thường. Lúc nãy ông đã nói ai không xin lỗi thì chết, vậy thì ông đi chết đi. Nói rồi Tiêu Chính Văn cũng không nhiều lời với Phương Vọng Hải, sau đó tung ra một cú đấm, Phương Vọng Hải lập tức biến thành vũng máu. Máu nóng hổi bắn lên mặt Tô Đông Pha khiến sắc mặt Tô Đông Pha trở nên trắng bệch. Lúc này chỉ cần không phải là kẻ ngốc đều có thể nhận ra lai lịch của Tiêu Chính Văn chắc chắn không hề đơn giản. Bây giờ nói đi, tại sao anh lại muốn ra mặt ỷ thế chèn ép người khác, Tiêu Chính Văn lạnh như băng chất vấn Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nuốt nước bọt nói, tôi chỉ là vì công lý chính nghĩa, bất kỳ một người tri thức nào cũng nên bảo vệ pháp lý thế gian, biểu dương chính nghĩa. Ồ, biểu dương chính nghĩa, vậy anh nói xem cái gì mới là chính nghĩa, Tiêu Chính Văn cười nhạo nói. Cậu đánh người nhà họ Phương là đã vi phạm chính nghĩa, xin lỗi người nhà họ Phương vốn dĩ là đạo nghĩa thiên lý, cậu. Chương 3947 hắn chưa nói hết câu đã bị Tiêu Chính Văn ngắt lời, anh có biết tại sao tôi đánh ông ta không?
ngay cả nguyên nhân của chuyện này thế nào anh cũng không biết mà dám lớn lối nói biểu dương chính nghĩa. Hơn nữa chỉ dựa vào một người hại nước hại dân hãm hại Trung Lương mà cũng xứng nói đến hai chữ chính nghĩa sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Tô Đông Pha khiến hắn sợ đến mức hồn siêu phách lạc, đâu dám phản biện nửa lời. Dường như cảm nhận được sát khí nồng đậm của Tiêu Chính Văn, Tô Đông Pha đột nhiên ngẩng đầu lên nói, cậu không thể giết tôi là người của Bát Hiền Từ. Chỉ cần cậu dám động vào tôi thì Bát Hiền Từ sẽ không để yên cho cậu. Tiêu Chính Văn nghe vậy, không nhịn được bật cười ra tiếng, đánh giá Tô Đông Pha, Bát Hiền Từ sẽ không để yên cho tôi ư. Vậy tôi muốn nhìn xem, Bát Hiền Từ sẽ không để yên cho tôi như thế nào. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay lên tát một bạt tai. Bốp, cùng với tiếng vang vô cùng giòn tan, trong nháy mắt Tô Đông Pha đã hóa thành xương máu. Nhìn bầu trời đầy xương máu, Phương Thời Anh sợ tới mức co rụt lại, hai mắt vô cùng hoảng hốt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Vốn dĩ hắn định chuyển qua chỗ dựa là nhà họ Phương, hung hăng chèn ép Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ ngay cả chỗ dựa của hắn cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhàn nhã bước tới gần Phương Thời Anh đang cúi đầu run rẩy, nói, hai, chỗ dựa của anh xem ra rất không đáng tin cậy nhỉ. Chỉ bằng thế này đi, tôi cho anh thêm một cơ hội, lấy con át chủ bài của nhà họ Phương ra đây, sau đó cử thêm mấy người có thực lực của nhà họ Phương đến đây thử xem. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, đám người đứng xem xung quanh đều chấn động. Nhiều người bắt đầu ghé tai nhau. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng không phải đang khiêu chiến với một mình Phương Thời Anh nữa mà là khiêu chiến với cả nhà họ Phương. Lúc trước những người này cảm thấy Tiêu Chính Văn hơi kiêu ngạo tự đại, nhưng bây giờ lại cảm thấy cực kỳ chấn động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lai lịch của Tiêu Chính Văn tuyệt đối không hề nhỏ, hơn nữa ngay cả Bát Hiền Từ mà anh cũng chẳng coi ra gì, chứng tỏ thế lực phía sau của Tiêu Chính Văn càng kinh thiên động địa. Đừng nói những người này, ngay cả Tần Lương Ngọc cũng không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ là bà ta không nghĩ Tiêu Chính Văn có lai lịch gì quá lớn, ngược lại còn cho rằng Tiêu Chính Văn nhìn ra thân phận của mình, ỷ vào một vị đại đế làm chỗ dựa nên mới giết người của nhà họ Phương và Bát Hiền Từ không chút dè chừng. Anh là ai? Có thù oán gì với nhà họ Phương tôi? Phương Thời Anh chật vật nói ra một câu. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, tôi là ai không liên quan đến anh, vừa rồi tôi cũng đã nói, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể gọi người đến để đòi lại công bằng, tôi sẽ ở đây chờ anh. Không chỉ có nhà họ Phương, mà bao gồm toàn bộ thế gia trong thành Đại Phong, ai không phục thì bất kỳ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi. Tiêu Chính Văn nói xong thì ngồi vào trong xe ngựa, sau đó rời đi cùng Tần Lương Ngọc. Chương 3948 tin tức đám người Phương Tử Anh và Phương Vọng Hải bị giết trong nháy mắt đã lan truyền khắp thành Đại Phong. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ thành Đại Phong đều xôn xao. Phương Tử Anh chính là nhân tài kiệt xuất được cao thủ ngoài lãnh thổ chỉ điểm, lại bị một người trẻ tuổi chém giết chỉ trong một chiêu. Hơn nữa ngay cả một trong tám bát hiền của Bát Hiền Từ cũng chết trong tay người thanh niên kia, quá khủng khiếp. Bất kể là thế lực nào, ai dám giết nhiều nhân vật lớn như vậy trong một ngày? Hung thủ giết người này không kiêng dè gì, liệu có phải là người của đế vương các không? Không thể, tuy rằng đế vương các và nhà họ Khổng xung đột không ngừng, nhưng từ 300 năm trước hai bên đã hòa giải, hiện giờ càng không có khả năng phái người giết chết Tô Đông Pha của Bát Hiền Từ. Nhưng ngoại trừ đế vương các ra thì thế lực nào còn có thế hệ trẻ tuổi tài năng như vậy? Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ đến đế vương các. Suy cho cùng, chém giết Phương Tử Anh và Phương Vọng Hải cũng không đáng nói, nhưng giết Tô Đông Pha thì chắc chắn sẽ dẫn đến sự trả thù điên cuồng của Bát Hiền Từ và nhà họ Khổng. Ai có lá gan lớn như vậy lại công khai đắc tội với nhà họ Khổng và Bát Hiền Từ? Phóng tầm mắt ra ngoài lãnh thổ, ngoại trừ đế vương các gia thì cũng không tìm được thế lực thứ hai. Hừ, mấy năm gần đây người nhà họ Phương đã làm ra quá nhiều chuyện xấu, sớm nên có người đứng ra dạy cho chúng bài học nhớ đời rồi. Đúng vậy, người của nhà họ Phương chết cũng đáng. Tốt nhất nên loại bỏ mấy người chủ sự của nhà họ Phương, trừ bỏ mối nguy hại trong thành Đại Phong. Hầu như mọi người đều vỗ tay khen ngợi chuyện này, âm thầm tán thưởng Tiêu Chính Văn. Trên xe ngựa, ánh mắt của Tần Lương Ngọc chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chính Văn, chuyện hôm nay chỉ có một cách giải thích, đó là Tiêu Chính Văn nhìn ra thân phận của bà ta, cho rằng có đại đế duy nhất trong thành Đại Phong như bà ta che chở mới dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng cho dù ở trong núi Thái Thương,
Tần Lương Ngọc cũng chưa bao giờ bộc lộ toàn bộ tu vi của mình, người trẻ tuổi trước mắt này nhìn ra thân phận của mình từ lúc nào thế? Chị Tần, sao vậy? Tôi có chỗ nào không ổn sao? Tiêu Chính Văn thấy ánh mắt Tần Lương Ngọc sâu thẳm nhìn mình, khó hiểu hỏi. Tiêu Chính Văn, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi gặp một người. Tần Lương Ngọc mỉm cười nói. Ngay lập tức, bà ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trong đôi mắt đẹp của bà ta toát ra vẻ buồn bã mờ nhạt. Thật ra đừng thấy bà ta rời khỏi núi Thái Thương một cách an toàn mà lầm, vì bị mắc kẹt trong đại trận quá lâu nên tính mạng của bà ta đã sắp đến hồi kết. Bất kể là đại đế hay đế quân thì tuổi thọ đều có giới hạn, vốn dĩ với tu vi của Tần Lương Ngọc thì tuổi thọ có thể đạt tới 10.000 năm, đáng tiếc trận pháp trong núi Thái Thương đã làm tiêu hao hơn 90% tuổi thọ của bà ta. Chương 3949 dựa theo tính toán của bà ta, bản thân nhiều nhất chỉ có thể sống thêm mấy năm nữa mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao bà ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực thế hệ trẻ của Nguyệt Hoa Các. Hơn nữa, bà ta cũng đang tìm kiếm một người có thể dẫn dắt Nguyệt Hoa Các đi tới Huy Hoàng. Cũng vì mục đích này mà Tần Lương Ngọc mới đi theo Tiêu Chính Văn suốt chặng đường, một mặt bà ta có ấn tượng tốt với thanh niên trẻ này. Mặt khác bà ta cũng âm thầm quan sát Tiêu Chính Văn. Nếu không, đường đường là đại đế của một thế hệ, sao lại lén lút ở cùng một chỗ với một tiểu bối như Tiêu Chính Văn chứ? Trong nháy mắt, Tần Lương Ngọc đã dẫn Tiêu Chính Văn đi khắp nơi trong thành Đại Phong, mãi đến khi trở về thị trấn nhỏ trước đó, Tần Lương Ngọc mới tạm biệt Tiêu Chính Văn, tôi còn có việc quan trọng phải làm, hôm sau chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, bà ta khoát tay áo, một tia sáng từ chiếc xe ngựa chợt lóe. Nâng xe ngựa và đi thẳng lên trời. Giờ phút này, trên đại điện của Nguyệt Hoa Các, mấy tông chủ tông môn đã tụ tập một chỗ. Có tin tức gì chưa? Một tông chủ trong đó nói với đệ tử bên cạnh. Nghe nói đại đế đang đi xung quanh thành Đại Phong với một thanh niên, đệ tử đó dè dặt hồi báo. Ồ, với một thanh niên, người đó rốt cuộc có thân phận gì? Thuộc về thế lực nào? Tông chủ nhíu mày hỏi. Hừ, mặc kệ cậu ta có thân phận gì. Bất kể cậu ta thuộc về thế lực nào cũng không thể để cậu ta đến quá gần với đại đế. Tôi sẽ tự mình đi cảnh cáo cậu ta. Ánh mắt của một vị tông chủ khác bên cạnh u ám, đứng bật dậy nói. Đúng lúc này, chiếc xe ngựa được mây trời nâng đỡ, bay trở về đại điện, nhìn thấy Tần Lương Ngọc cất bước xuống xe ngựa, mọi người vội vàng tiến lên hành lễ nói, bái kiến các chủ. Tần Lương Ngọc rất tùy ý khoát tay áo với mọi người, ở trên mặt bà ta mang theo một tấm màn che mỏng. Che dung mạo thật của bà ta. Trong những năm qua, tất cả mọi người trong thành Đại Phong đều biết về Tần Lương Ngọc nhưng rất ít người nhìn thấy khuôn mặt thật của bà ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người của nhà họ Phương đi ngang qua Tần Lương Ngọc mà không thể nhận ra bà ta chính là đại đế số 1 trong thành Đại Phong. Liếc mắt nhìn đám tông chủ môn chủ ở xung quanh, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày nói, các vị tụ tập ở Nguyệt Hoa Các là có việc gì sao? Các chủ, chúng tôi đến vì chuyện của Ngọc Khuyết Cung. Muốn bàn bạc đối sách với các chủ. Vài tông chủ tiến lên một bước, siết cú đấm nói với Tần Lương Ngọc. Ồ, Tần Lương Ngọc hơi nhíu mày, tuy rằng bà ta không biết Điện Thần Long rốt cuộc là do ai sáng lập, nhưng bà ta thân là đại đế, đã cảnh cáo Điện Thần Long chẳng lẽ bọn họ vẫn còn u mê không tỉnh ngộ. Bên Điện Thần Long vẫn không chịu bỏ qua sao, Tần Lương Ngọc vừa nói, đôi mắt đẹp vừa phóng ra hai tia ánh sáng sắc lạnh. Điện Thần Long vẫn chưa trả lời chúng ta, tuy nhiên theo một vài tin tức, mặc dù Điện Thần Long này vừa mới chuyển đến vùng ngoài lãnh thổ không lâu nhưng tác phong làm việc lại vô cùng bá đạo. Chương 3950 chắc có lẽ chúng sẽ không dễ dàng nghe theo sự sắp xếp của chúng ta đâu, bởi vậy chúng tôi mới đến đây bàn bạc đối sách. Lại một tông chủ dè dặt nói. Hừ, Điện Thần Long, chỉ cần bọn chúng dám được đằng chân lân đằng đầu. Tôi sẽ tự mình ra tay giải quyết việc này, ánh mắt của Tần Lương Ngọc kiên định nói. Dù thế nào, trước khi tuổi thọ sắp hết, bà ta cũng phải gạt bỏ mối nguy hại này cho thành Đại Phong. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tần Lương Ngọc nói vậy. Dù gì ngay cả Ngọc Khuyết Cung cũng chịu thiệt ở Điện Thần Long, bọn họ thì có tài đức gì mà dám phân cao thấp với Điện Thần Long cơ chứ? Mấy người trở về cả đi, Nguyệt Hoa Các của tôi chắc chắn sẽ cho các vị một lời giải thích thỏa đáng. Tần Lương Ngọc nói xong liền xua tay với đám người sau đó bước về sân sau. Ồ, tông chủ của Thiên Ngưỡng Tông không tới sao, Tần Lương Ngọc khẽ nhíu mày, mặc dù Thiên Ngưỡng Tông không phải một tông môn lớn,
thế nhưng lại có qua lại thân thiết với Nguyệt Hoa Các. Đặc biệt là mấy công việc lớn nhỏ có liên quan tới Thành Đại Phong thì Thiên Ngưỡng Tông trước nay chưa từng vắng mặt, chuyện ngày hôm nay lớn như vậy, tông chủ của Thiên Ngưỡng Tông cũng phải tới mới đúng. Thưa các chủ, trước khi bà trở về, tông chủ Lan đã ra ngoài xử lý công việc rồi, một tông chủ đứng bên cạnh đáp lời. Tần Lương Ngọc nghe vậy thì khẽ gật đầu, cũng không hỏi sâu thêm. Mãi tới sau khi mọi người rời khỏi Nguyệt Hoa Các, mấy tông chủ mới bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Mấy năm trở lại đây, Nguyệt Hoa Các che gió cản mưa cho Thành Đại Phong, chúng ta vốn dĩ không nên can dự vào chuyện riêng của các chủ, có phải cách làm của tông chủ Lan không được hợp tình hợp lý không? Dù gì chuyện ở cùng với đàn ông nhà ai cũng là quyền tự do của Tần Lương Ngọc, vả lại, Nguyệt Hoa Các cũng chỉ có chung lợi ích với mấy tông môn bọn họ mà thôi, giữa đôi bên không có giao tình gì quá sâu đậm. Dù cuối cùng Tần Lương Ngọc có gả cho một người dân bình thường cũng chẳng có quan hệ gì với mấy người bọn họ. Nói thẳng ra dù có mất mặt thì cũng là người của Nguyệt Hoa Các mất mặt, đâu có liên quan gì tới bọn họ cơ chứ. Tôi cũng cảm thấy tông chủ Lan hơi lo chuyện bao đồng rồi, dù gì các chủ Tần người ta cũng có tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng của riêng mình, ông ta việc gì phải lo chuyện không đâu như thế. Đúng thế, tên Lan Đình Ngọc này hẳn là ngưỡng mộ các chủ Tần đã lâu, lại e dè bản thân không đủ bản lĩnh, không tiện thổ lộ bên mới cố chấp ngăn cản như vậy. Lời này vừa thốt ra, mấy tông chủ đồng loạt nhìn nhau cười, tất cả đã hiểu rõ cả rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 115.